non, câu ca giao chén lúa muôn ngàn năm vẫn còn, còn ruộng đồng mũi thấp. Chiều lúc đổ cái ngựa ăn cơm mà giờ ăn tiếp rồi trời ơi. Má son đều đẹp mà cây nào cũng gãy uổng ghê. Chiều có ai điện không cháu? Có. Lên thấy còn ai điện? Hả? Ai điện lại? Dạ. Ai vậy? Ủa sao có? Thì có. Có mà tôi thấy cô gọi nhỡ. Hello chị Trang. Đồ có gọi lại không? Không. Không gọi luôn. Ừ. Anh ba gọi. Anh ba chị ba gì đó. Gọi mời Mai sinh nhật Thảo Nguyên. Nhưng mà có mời nhà máy hả? Tôi thấy tao điện thoại là tao không điện lại. À, cái son nào cũng đẹp mà cũng đều bị gãy hết mấy chị ơi. Son nào cũng đẹp mà cũng đều bị gãy hết trơn á. Chiều giờ không rảnh để kiểm tra luôn. Đấy. Nói chung là cây nào cũng bị gãy. À. Chào mấy chị nha. Mà son màu rất là đẹp. Son màu này đánh nguyên ngày là bao đẹp. Gãy nha. Bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nè. Những năm tháng xa dầu bạn bè, nhớ thương quá cây phượng này nè. Kiếm Bill Văn Nguyễn thành phố đi anh. Văn Nguyễn thành phố còn Bill ở nhà mình không? Bấm nút chia sẻ là mà lên giùm em nha mấy chị nha. Bấm giùm em lên cái nút chia sẻ nè. Văn Nguyễn thành phố. Tặng cho Văn Nguyễn thành phố mới thấy chia sẻ nè. 5 hộp son. 5 hộp son siêu xịn tặng cho 5 chị có chia sẻ may mắn tối ngày hôm nay. Văn Nguyễn thành phố bỏ vô cái bịch này ghi Văn Nguyễn thành phố đây. Một cây rồi đúng không? Còn 4 hộp nữa mấy chị ơi. Còn 4 hộp nữa nha. 4 hộp tặng cho 4 chị may mắn trong ngày hôm nay. Ha. 4 chị tặng cho 4 chị may mắn trong ngày hôm nay. Chị nào may mắn trong ngày hôm nay thì sẽ được 4 thỏi son như thế này. Ha. Rồi bấm nút chia sẻ lên giùm em cái mấy chị ơi. Còn son gãy kia để em dùng cũng được. Để em dùng lấy kiếm các cái bao rồi ra luôn con. Rồi bấm nút chia sẻ lên giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị ơi tặng cho chị Phan Trang đây. Đi đâu vậy? Này hỏi đó không ta? Ôi cái thiệt con vợ ông hậu đậu thiệt chứ. Đúng rồi. Trời ơi con vợ ông hậu đậu kinh khủng. Phan Trang này cho cái ba số đuôi sao vậy? Tôi tưởng ông Khoa ông điện không thấy, ông biết có về chưa, tôi qua kiểm tra về rồi tôi về. Được chưa? Trời ơi là trời. Dạ. Trời ơi. Đi về đi nha, đứng nó lấy ná bắn bay con cu luôn á. Nhẹ lắm chứ không nhẹ đâu. Trời ơi là trời. Quá trời, quá đất là trời. Trời ơi. Chia sẻ giùm mấy em cái đi. Chia sẻ giùm mấy em cái đi. Không cần quá trời. Nè, tặng cho Kỳ Anh nè. Tặng cho Euro Phạm nè. Tặng cho Văn Nguyễn thành phố có rồi nè. Rồi, tặng cho Nguyễn Phương Nam nè. Nguyễn Phương Nam nè. Tặng năm họ năm gói chị Cường Thịnh nè. Kỳ Anh. Tặng cho Cường Thịnh Kỳ Anh có rồi. Kỳ Anh là khách kỳ cựu nè. Cường Thịnh tặng nè. Ha. Đó. Rồi Bùi Thị Ngọc Trinh tặng luôn nè cho dễ thương nè. Bùi Thị Ngọc Trinh tặng luôn rồi, tặng hộp cuối cùng nha. Bùi Thị Ngọc Trinh nè, tặng nè. Của Bùi Thị Ngọc Trinh nè. Đấy, tới giờ nữa rồi đó. Rồi, live stream nha mấy chị nha. Anh cứ bỏ xuống đó cho mấy anh tự kiếm để coi Bill luôn đó. Rồi, em tặng cái ri em cũng chưa biết, em bây giờ em tặng cho mấy chị cái ri nữa. Live stream giữa live tặng 5 thỏi son. Nha. Đi đâu vậy? Cường Thịnh. Chị đâu ở đây vậy? Cường Thịnh mới. Betty.
Bây giờ ông hậu đậu thiệt chứ, đi cũng bỏ quên điện thoại. Tôi nói chị có cái gì mà ta nói tặng gì cho bà? Tặng hộp nè bà nội. Gì? Euro phạm phải không? Mới có euro phạm phải không? Thấy không? Đây. Mùa nước lên đêm đêm rồi đúng không? Này đúng không? Đâu ghi tiền phải không? Không, thì anh thấy không? Đi đâu đây vậy? Xuống ăn cơm em con. Kỳ anh. Lên đây. Ừ, ăn đi em, ăn đi. Thằng cho con quỷ phân cứng anh này hơn này, ngày mai tôi mở cái chỗ phân cứng ra, bà nào phân cứng tôi mới tặng nè, tôi để dành những cái hàng này. Chừng nào bà nào phân cứng tôi mới tặng nè. Rồi, đây. Anh này hơn đây. Để cho nó từ nghiệp nữa anh. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị nè. Em nói hôm nay mà em lên cái áo phát này một cái mấy chị mê luôn thiệt. Hôm nay em lên cái mã áo khoác hàng Quảng Châu này mấy chị suy sụp xỉu luôn em nói thiệt. Để em coi giá nó nhiêu quên mất mẹ. Cương Thịnh đi mới. Ở chiều này có ai đặt bộ dưa hấu với cái bộ gì ấy nè. Chờ em chốt nha mấy chị nha. Ai đặt cái bộ ấy gì mà em quên mẹ nó rồi. Anh kiếm gì anh? Chọn giàu lắm. Lục bình trôi níu dòng đời trôi. Ồ, ai đặt quên mất mẹ trời. Bởi vì bữa nay mà ai đặt hàng mà tôi không nốt lại một cái là coi như xong. Hiếu Nguyễn, Thu Phạm, Tú Lê. Trời ơi, chắc chết quá. Đấy. Chờ em chút xíu mấy chị. Cherry Louis vô lấy bộ Puma trên ghế size XL cho Cherry Louis đi bé Lùng. Nè bé Lùng ghi Cherry Louis ngồi xuống ghi con. Cherry Louis một bộ 220 ngàn. Đó. Đây. Dạ, em biết chị Phan Trang là phân cứng bên XL đây nè chị. Rồi Cherry Louis 220 ngàn. Ghi cái nó Cherry Louis nó coi nốt cái tỉnh cho nha. Hành Mỹ 220. Hành Mỹ. Bác xỉn không anh? Nguyễn Ruby. Trời ơi quá, bữa qua sale qua bữa, cách đây 2 bữa sale áo khoác quá trời luôn. Chưa chị, chừng nào có em gửi luôn, hình như ngày mai ngày mốt vậy. Đang chờ làm mấy chị, đang chờ ha. À, rồi mấy chế ơi. Đâu đâu, trẻ cái máy em gì vậy? Trời ơi, ai đặt cái bộ nào nãy quên mất mẹ rồi. Không chị Vân, size 34 để em lên em đổi hai cái kia qua size 34 cho mấy chị. Ghi Cherry Louis chưa? Bên máy gì cả nhắn tin được không? Nhắn tin không có được. Tú Lê, à đây chị Chế Nhi nè. Rồi Chế Nhi hai bộ 847 ghi con, Chế Nhi không có dấu 847. À, một bộ dưa thị hấu nè. Một bộ dưa hấu là bộ ở nhà nè. Chế Nhi. Rồi mới đọc cái gì mới 47 gì á. Rồi hai bộ này 250 bọc bịch bóng gương anh Thành ơi. Bộ này với bộ hoa văn tím. Hai bộ 250 nè. Chế Nhi gì đây? Chế Nhi cái gì 47 gì quên mất mẹ con. 847 hả? Rồi lên đồ cho mấy chị nha. 250 hai bộ mấy chị. 847 con. Hai bộ. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị mấy bộ này nha. Lên cho mấy chị mấy bộ này. À bán lấy xuống kia cho mấy lộn. Ba để ba ở đâu con không thấy đâu. Em vô trễ nữa rồi hả gái? Từ từ vậy, không có cái gì gọi là trễ đó. Rồi mấy cái bộ này là từ 65 đến 88kg vừa nha. Bộ đầu tiên là bộ dưa hấu mấy chị ơi. Đầu tiên là dưa hấu. Dưa hấu này còn cỡ dưới 82kg thôi. Dưới 85kg dưa hấu. 65 đến 85kg dưa hấu. Chị nào chốt bộ dưa hấu chốt lên giùm em dưa hấu nha. Rồi chị nào chốt giùm em gấu nâu. Chốt giùm em gấu nâu. Gấu nâu cũng dưới 85kg. Chị nào chốt gấu nâu chốt lên giùm em gấu nâu dưới 85kg mấy chị ơi. Gấu nâu. Rồi em sẽ lên bộ này là vải êm nè. Bộ xanh với bộ hồng ruốc vải rất là êm ha. Những bộ này đều dưới 85kg nha. Bộ xanh này dưới 90kg cũng vừa bộ xanh. Chị nào chốt bộ xanh thì chốt hai bộ 250, một bộ 130. Chốt lên giùm em bộ xanh nha mấy chị nha. Bộ xanh.
Đây là bộ hồng rút mấy chị, giống như bộ xanh luôn mà bộ hồng rút vải ok lắm mấy chị ơi. Hai bộ 250.000. Chị nào chốt hồng rút đen, con gấu, con chó, con nai, con hưu thì chốt giùm em ha. Con gấu, con chó, con nai, con hưu. Rồi đây mấy chị, còn một bộ nữa là bộ hoa. Rồi chị nào chốt hoa chốt lên giùm em hoa. Có một bộ nữa là hoa văn tím. Chị nào chốt hoa văn tím chốt lên giùm em hoa văn tím. Cứ hai bộ mấy chị ơi. Thấy rồi. Không, nó là hàng xúc, nó không có sai tới 100kg. Đây, đây là bộ hoa văn tím. Chị nào chốt hoa văn tím chốt lên giùm em hoa văn tím nha. Chốt lên giùm em hoa văn tím ha. Mời có cái lịch hoài tặng em hoa văn đó. Cái gì hoài á? Bỏ lịch hoài. Đau cổ quá. Rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Qua mẫu bộ đó không có size của chị Ngọc Vũ Nguyễn Thị. Nhưng mà bộ tí xíu nữa có size chị nè, bộ này. Không, bộ này. Bộ này lấy size số 1 đâu con, bao này size số 1 đâu ạ. Đó là cô Tâm mới đi xuống dưới luôn. Đây. Rồi em sẽ lên bộ thổ cẩm cho mấy chị. Mấy chị ơi, thổ cẩm lụa mặc ở nhà rất là đã. Mà em đã may trừ hao ra hết rồi nha. Và có hai size 60 đến 80 kg và 80 đến 100 kg. Chị nào không chốt thổ cẩm này thì rất là tiếc nha mấy chị nha. Chị nào không chốt cái này thì rất là tiếc mấy chị ơi. Tiếc cực kỳ. À, hồng rút 78kg của chị Dung Tròn, dạ 130.000. Dạ chị Dung Tròn cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Trinh Võ bộ gấu và bộ xanh đen. Dạ ok chị Trinh Võ nè. Bộ gấu và bộ xanh đen của chị Trinh Võ. Trinh Võ không, đúng hết. Trinh Võ hai bộ nè, 250 của Trinh Võ. Bỏ vô ghi chị Trinh Võ 250 đi. Dạ chị Dung Tròn cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại. Tại vì bên em không gọi điện chốt hàng. Bên em chốt hàng và tin nhắn là chụp bill cái bạc luôn. Chị Hạnh xuống dỡ cái hộp màu đen trên cái kệ của tụi tắt cái bì thư với cái tiền chị không. Chị coi thử xem bây giờ chị thiếu bill nào. Trên cái kệ gỗ đâm thẳng xuống trong cái hộp đen. Chị coi thử bây giờ chị thiếu bill nào, chứ bưu điện nó cũng nhớ có hai bill à. Chị ba coi thử chị thiếu bill nào, nhiêu tiền chị báo em đi. Tiền dỡ trong không? Dỡ ở trong hộp á chị. Ngại nó có cả trọng tiền hả chị đó. Dạ lên tiếp nha, nhà chị Dung nhắn tin Yên nè. Yên ơi chị Dung nè, địa chỉ số điện thoại nè, chiều cao con nặng nè. Ha, là em biết liền Dung lần sau mua hàng là có chiều cao con nặng nó dễ lắm. Bởi vậy cho nên bên em không có dùng app, không có dễ nhưng mà may trừ hao rồi. Em chưa mua đồ chị bao giờ đang. Em cao 1m57kg mấy bộ lượng đó em vừa. Mấy bộ này chị Kim Anh vừa. Mà chị Kim Anh lấy bộ hồng rút nè, bộ xanh đen nè, bộ hoa nè, bộ gấu cũng được. Mấy bộ đó là chị vừa hết ha. À, 130.000 bộ, hai bộ 250. Tại Ngân Hải nó cất đó chị. Rồi, bộ thổ cẩm này cũng hai size, không co giãn. Nhưng mà em nói với chị là may đã trừ hao rồi ha. Ly Phu Mang, Phương Bình, Bình Thuận, Phương Bình Thuận, quận 7. Lý Phú Mẫn, Phương... Phương Bình Thuận, quận 7. Ủa? Bé Lùng vô nhắn tin cho cô Dung Trần nha. Dạ ok, để bé Lùng đây nó nhắn tin cho cô Dung. Mấy bộ này cũng vậy, hai size mấy chị, 60 đến 80 và 80 đến 100kg. Em dơ đồ lên là mấy chị mê. Đây là bộ thổ cẩm nè. Ồ mấy chị thấy không, may trừ hao nè. Nội mà em nói mấy chị size số 1 ha. Đâu. Nội mà size số 1 mà mấy chị coi nè. Đây, dạ ok chị Dung Trần, đúng không? Nội mà size số 1 không là mấy chị mặc đã thoải mái như thế này rồi. No co. Chị để hỏi Hải vậy chị. Đây chị ơi. Dung Trần, Dung Trần, Lý Phú Mân, phường Bình Thuận, quận 7. Nó để ở đâu vậy trời? Nên gì vậy? Kỳ ta, chị nhắn chị hỏi kêu chị Minh là kiếm cái bill đó giùm cho chị đó. Rồi bộ thổ cẩm này nè. Bộ thổ cẩm chốt giùm em mã 01 nha. Thổ cẩm 012 size ha. Thổ cẩm 012 size. Size số 1 và size số 2 quần đùi chị. Quần đùi à, quần đùi nó mới có giá này chứ quần dài đâu có giá này chị. Đây mấy chị ơi, bộ này nha. Bộ này bán cho mấy chị với giá là 130.000, hai bộ 250. Rồi chốt giùm em thổ cẩm số 1 kèm số ký. Thổ cẩm số 1 kèm số ký giùm em nha mấy chị nha. Thổ cẩm số 1 kèm số ký. Dạ ok chị Dung Trần. Thổ cẩm số 1 kèm số ký. Hello chị Như Thảo Dương. Ủa sao tao gọi cho anh Hải tâm tâm nói chuyện với tao. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Em cũng còn một bill sao lâu quá không thấy.
chắc nó trúng vô lễ, mấy chị thông cảm đi. Để ngày mai em kiểm tra, sáng mai mấy chị cứ nhắn tin vô inbox cho em, mai em kiểm tra nha. Ủa cái bì thư, cái gì, tiền của chị Hành em để đâu vậy hả? Trong giỏ của em ở đâu? Ờ rồi rồi vậy thôi. Trong giỏ nó mang về nhà. Có sai chị Hồ Xuân nữ. Đây là mã số 2 mấy chị. Mã đây là mã số 2 nha. Chị nào chốt mã số 2 chốt lên giùm em. Mấy chị cứ chốt hai bộ thổ cẩm Ý Yên lựa mẫu cho mấy chị cho. Dễ thương lắm mấy chị. Em nói thiệt sự mấy chị ha. Mặc vô một bộ bao cưng luôn, em đang mặc size nhỏ nè. Mặc vô một bộ bao cưng nha mấy chị. May trừ hao hết rồi chị Ngọc Vũ Nguyễn Thị. Cho nên mấy chị khỏi sợ em 88kg nè. Em nói thật sự với mấy chị là rất là cưng. Chị Yên ơi, cái váy 230 bữa trước em mặc kích quá chị là size kiểu em á. Hàng đó hàng co rẻ mà em sợ kích gì em. Hàng đó co rẻ quá trời luôn Thảo. Đây nè mấy chị, nguyên một bộ nó rất là dễ thương nha. Thứ nhất là nó co giãn cực kỳ. Trời ơi, mai chị giải quyết liền cho. Quỷ à, ăn nguyên ngày ha. Sáng giờ nó ăn em 18 trái bắp, 30 trái dưa leo, 18 cộng hành. Đây mấy chị, xinh lắm. Những cái bộ này đều rất là xinh. Ví dụ như em lên cái bộ này á, là nó sẽ có giống như vậy thôi. Còn bộ quần dài này nó sẽ mẫu khác. Thổ cẩm nó là vải lụa hết nhưng mà mặc rất là thích. Tại vì Thảo Neo biết không, thứ nhất đó là hàng sale, thứ hai nó là hàng co giãn từ A tới Z. Em hiểu không? Cho nên là chị Yên họ thứ nhất là không còn đồ để đổi em. Thứ hai hàng sale là chị không có đổi. Nói vậy á. Đây nè mấy chị, mã này là mã số 2 nha. Vậy nào chốt mã 2 chốt lên giùm em mã số 2. Em lên thổ cẩm mấy chị cứ chốt hai bộ cho em, hai bộ 250.000. Ông kêu thì ông kêu Thành ơi, cái ông kêu như con chuột kêu ấy. Ôi hai bộ size số 2 của Hồ Xuân Nữ. Đây size 1 nè con. Này em chốt cho chị Hồ Xuân Nữ, trời ơi cái hoa văn này đẹp lắm chị. Đây nè. Cái hoa văn này đẹp kinh hồn luôn chị, đây nè. Hai bộ của Hồ Xuân Nữ nè. Hồ Xuân Nữ hai bộ. Bộ sổ cả thổ cẩm hai số nặng 80kg. Hoài Phương Trần, Hoài Phương Trần khách cũ hay mới con ơi? Lấy số 2 hả chị? Đó thiệt. Tại vì biết sao không Thảo Nemi, chị em 88 cái chị mà chị mới mặc XL bằng em thôi. Hoài Phương Trần thổ cẩm số 2 đúng không chị? Số 2 nó khác hai số nha chị. Em nói mấy chị ha, là coi như mấy cái thổ cẩm này mở ra cái nào cũng đẹp. Rồi. Ai cái này của Hoài Phương Trần Vũng Tàu 363 nè. Hoài Phương Trần Vũng Tàu 363. Mấy chị cứ lấy hai bộ kèm số ký lên cho em. Ha. Gì vậy? Dung Trần thông qua vậy? Bao nhiêu một bộ màu hồng rút? Bộ nãy lấy rồi mà. Hai bộ 250, một bộ 130.000. Em nói mấy chị là mấy chị lấy màu nào cũng đẹp hết đó. Nè. Ha. Gì không vậy? Thấy cái gì? Thủy Lê á. Thủy Lê đâu? Thủy Lê quận 7 đó. 592 nè. Thủy Lê lấy gì? Hai bộ 85kg. Đâu? Thôi để lấy luôn cho bên này em thấy comment. Hai bộ 85kg của Thủy Lê nè. Nó để mở thêm cái máy nữa. Ok, khách cũ hai bộ số 1 của Ngân Phương nè. Ô, Thủy Lê 85kg trả lại giùm. À đúng rồi nó đó. Để em mở lại. Ngân Phương Bình Phước còn yêu nè. Rồi Ngân Phương hai bộ nè. Em nói rồi, em nói thiệt với mấy chị là mẫu nào cũng đẹp hết trơn á. Hai bộ của Ngân Phương Bình Phước. Cho Hồ Xuân Nữ coi lại màu. Em nói thiệt với chị Hồ Xuân Nữ nha. Ngày hôm nay thổ cẩm về em nói kim vẹn là dưới 80-82kg đúng không? Ngày hôm nay thổ cẩm về không chê được một bộ nào luôn chị. Em nói thiệt sự luôn á, kim vẹn hai bộ nè. Hai bộ 250 của kim vẹn. Vải đẹp mê say mấy chị. Nó nói vải đẹp ngang ngửa em luôn. Thật sự. Vải đẹp ngang ngửa em luôn. Giờ trước khi mình livestream mình bán tiếp nè. Tặng tiếp tục 3 hộp son cho ba chị. Lê Vinh hai bộ nè. Hai bộ của chị Lê Vinh nè. Hai bộ 250 của chị Lê Vinh. Chị nào có chia sẻ comment lên giùm em, đã chia sẻ tặng son xịn. À, đã chia sẻ tặng son xịn. Bộ này không có quần dài, chút em lên bộ quần dài cho chị Hồng Khanh Nguyễn. Không có nổi chị. Cái bộ hoa văn nào màu nó cũng đầm hết. Dạ ok kim mẹ. Rồi tiếp tục 3 hộp son xịn, hai màu sáng của Ngân Phương. Đó, đây mấy chị ơi. Tặng tiếp tục nha. Ba chị có chia sẻ comment lên đầu tiên, đã chia sẻ tặng son xịn. Ok Hồng Nguyễn chờ chị một chút. Đã chia sẻ tặng son xịn. Ngọc Nguyên thành phố trưa đây có chưa ta?
Ngọc Nguyên thành phố 1 thỏi. Ngọc Nguyên thành phố 1 thỏi. Tiếp tục Hồ Xuân Nữ 1 thỏi. Hồ Xuân Nữ. Này không? Ngọc Nguyên thành phố nè, trời dẫn qua. Hồ Xuân Nữ 1 hộp với lại 1 chị nữa. Với 1 chị nữa là Nhung Lâm Son Xịn. Rồi Nhung Lâm 1 hộp nha. Rồi Nhung Lâm 1 hộp. Nhung Lâm luôn, Nhung Lâm có yêu luôn đấy không? Anh Mỹ có rồi cưng. Rồi, rồi tiếp tục nha. Tiếp tục live stream tiếp nha. Live stream tiếp nửa tiếng nữa tặng nữa. Thì tặng mấy chị son xịn. Em dùng son thường, ác đạn. Lùm nhìn dùm mới lùm. Nè hộp son nè. Nhỏ ca sĩ đây nó cho đó mấy chị. Gì gì? Ba. Nhìn gì? Nguyễn Thành Phố. Nguyễn nào đâu, chữ tập đi. Nhung Lâm. Mềm. Mấy chị ơi mềm và rất Nhung là êm nha. Nhung Lâm này nè. Nhung Lâm kia kìa. Cái này nè anh cho. Đó, có Nhung Lâm rồi, có Nhung Lâm rồi. Mềm và rất là êm mấy chị. Ôi trời, đánh má hồng mấy chị ơi. Nguyễn Hồng ơi, nằm thiếu qua đây nè. Mềm và rất là êm nha. Tao son dĩ với hầu ông ngoại bển coi xong ngoại ăn chửi tao khùng luôn á. Mày bớt giỡn giùm tao đi luôn. Thì cái lỡ ổng coi cái ổng chữ tao bị khùng luôn á. Đó. Ngọc Nguyên cái bị mời bên này. Nằm đâu vậy? Dễ thương muốn chết mẹ luôn mấy chị ơi. Lấy cái bộ viền trắng ở đây size 2 nè. Anh ơi, Phan Thụy Thùy Mai, Facebook ý yêu ngày mai đổi hàng lấy hàng về. Đấy, trời ơi em thấy em xinh quá trời. Lại bà. Em thấy em xinh quá. Bỏ cái cây kia là cái chỗ son cái gì đấy. Mềm không? Thôi, đánh má hồng lên mấy chị. Cái này dễ thương chết mẹ luôn rồi. Mấy chị ơi lên đồ tiếp nha. Thổ cẩm. Lựa chị hai bộ thổ cẩm mặt rộng dạ. Ok chị Hồi Phương Trần. Ok chế nè. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái mã khoác nha. Đó em nhận được đồ rồi. Mặc cái quần rộng quá em bóp lại chị sóng biển. Dạ chị sóng biển bóp giùm em lại một chút nha chị. Không có tại vì biết sao mình không có may theo cái ấy kia nè. Hả? Dạ. Ok. Nói nè à, địa chỉ ở chứ à, Châu lấy gì à? Châu hai bộ thổ cẩm màu nhu nhu hả? Nguyễn Thị Mỹ Châu. Ok Mỹ Châu nè. Em lựa cho Mỹ Châu cho nhu nhu nha. Em lựa cho Mỹ Châu màu nhu nhu nha. Ê à, có một bộ giả rin nè. Có một bộ lụa giả rin dễ thương ghê. Nè, một bộ thổ cẩm và một bộ beo đậm nè. Nhu nhu nè cho Nguyễn Thị Mỹ Châu hai bộ. À, cho dùm Nguyễn Thị Mỹ Châu lên cái ấy rồi ấy dùm gì cái ấy hay con. Hôm qua đi chùa bà cô về cho số nha. Thiên linh linh đìa linh linh đã bán ế quá trời ơi. Trời 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 cái gì vậy? Bây giờ tôi mới thấy á. Trời 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 coi trong like kìa. Trời 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 trời. Alo. Má gửi cho con ngày sinh tháng đẻ, ngày sinh tháng mất, giờ mất rồi gì của hoài. Cho cô Hiền bà mới gọi ngày mai tháng 7 cúng cái gì vậy má hả? À. Nhắn tin cho coi. Nhắn tin cho mình coi. Rồi giờ ấy rồi nhắn con cái tờ giấy rồi nhắn tin chụp hình qua Facebook cho con. Ngày gần là banana để con nhắn tin cho con copy của cô Nhận Hiền con nhắn tin qua cho má. Thiên linh linh ơi địa linh linh ơi bán hết quá trời ơi. Copy lại rồi nhắn tin cho má là con ơi. Corona cô giết cho cô đơn. Mua giùm mẹ đi mấy má ơi. Xong rồi. Để tôi uống chát. Ủa điện thoại iPad này sao thấy có một lần nứt kìa đây. Vậy cái gì mà một lần gì trong đó? Nó bị một lần hả? Nó nứt một lần luôn. Trời ơi, nứt mà nó cũng nứt cái màu đen nữa. Trời ơi, tôi kêu để tôi mở cái máy ra tôi coi giá cái áo khoác.
Tôi like cho mấy má mà mấy má cứ cừ miết làm tôi cũng cừ luôn. Dân thí hai bộ kìa. Trời ơi là trời. Hai bộ số 2. Hai bộ số 2. Ba búp bê rồi vậy. Dân thí. Chú Ba nói gì chú Ba búp bê. Để con bé mà bỏ vô cái lu á. Con bé gì bỏ vô cái lu ông nội. Cái gian vậy. Anh liệu hồn mấy cái con. Nhà bơm thủy kìa. Trời, trời ơi chờ chút xíu. Chờ chút em coi cái áo phát thử. Áo phát đâu rồi? Lâu năm bà giấu hả? Rồi áo phát 170.000 một cái áo phát lên dệt nha mấy chị nha. Đó lâu lắm mới thấy chị nhiều người xem like. Trời ơi giờ này em Văn Thí hai bộ số 2 chị cho chị xin. À, chị Nguyễn số điện thoại. Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu gì đó. Chị làm ơn cho em cái số điện thoại chị. Chị Mỹ Châu ơi cho lên cái số điện thoại đi chị ơi. Cái này là hai bộ 250. Vân Thí. Bé nhắn tin cho cô Vân Thí rồi con ngồi cần miếng rồi con. Cho lên em cái số điện thoại đi chị ơi. Ê rồi đừng có là chốt bill rồi bơm màn giùm em nha. Nè nói chung là mua hàng bên em là phải hỏi quan viên hai họ, dòng họ hai bên. Đừng có chốt hàng nhà em rồi rồi xuống dưới nè. Chị ơi chồng em không cho mặt. Bà ngoại em không cho mặt là khổ em lắm mấy chị ơi. Nha. Đang hát một cái tuột phiêu luôn 170.000 một cái áo cóp trời ơi. Sao vậy chứ? Dạ bị bơm hàng riết bị đứt dây nấng chị Minh ơi. Đây nè mấy chị ơi. Một nè 170.000. À e chị được lấy béo chị. Chị được lấy béo chị. Giờ cái gì? Nó là đồ mẹ tôi nghe tôi mệt quá Yên ơi. Đừng nghe mệt. Chừng nào mà đứt dây nấng thì nó sẽ hết mệt thôi. Làm gì chị Vương Phụng? Trời ơi, mấy chị ơi, áo khoác lên dệt hàng xịn sò luôn mấy chị. Ha. Đó, đừng có bơm hàng nó bị đứt dây nấng mấy chị ơi. Đây. Chốt giùm em nha. Bán hàng riết mà từ con tỉnh tỉnh thành con tê tê. Em nói mấy chị là áo khoác đẹp lắm. Kệ mẹ em nói gì mua mấy em nói gì nói mấy chị cứ mua mỗi chị mua nha. Và từ 50kg tới 90kg cũng vừa ha. Trời ơi. Đây nè mấy chị ơi, trời ơi, nghe xong muốn mua màn ra đừng chị ơi. Dạ chị Yên Tân có size 56kg không? Chị đi lộn cái động đĩ rồi chị, động nhà em từ 62kg trở lên tới 120kg chị Yên Tân ơi. Yên Tân đi lộn động đĩ rồi. À Vân Thúy đừng lấy beo đúng không? Beo Vân Thúy rồi. Mà nó nói giọng nó mệt lắm mấy chị. Covid Corona cô hồn ơi. Đâu tôi coi hai vải gì anh? Mở ra lại em. Đây. Áo khoác này mặc rất là sung sướng nè mấy chị. Áo len dệt nó có nhiều loại len dệt. Nhưng mà len này người ta gọi là len xịn sò nha. Rồi chốt cái này Hiếu Nguyễn 170.000 nè. Bé Hiếu Nguyễn. Bé Hiếu Nguyễn có bill. Đó nè chia sẻ đi một tí xíu. Mai về một lô rin luôn. Ngày mai về hai lô rin luôn mấy chị ha. Mai về đầy đủ hai lô rin. Lên tiếp mấy chị ơi. Tiếp tục mấy chị ơi. Nè chị ơi chị Minh. Cái dòng này nè. Dòng này rộng nè chị thấy không. Dòng này rộng. Không cỡ mấy bữa nữa có dòng này nè. Để chị cũng phản cho cô Hiền lấy dòng mà chứ bà rất vốn với em luôn rồi. Bà gửi mật ong em cũng nuốt vốn em ăn luôn. Không Hồng Hà Nhi mà qua đi qua đi qua qua đi cho đó Nguyễn, bị Nguyễn Thị Mỹ Châu á. Chị mà không cho số điện thoại sao em giao hàng cho chị. Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu ơi. Chị có ở đó không? Cho giùm em lại số điện thoại đi chị ơi. Màu xanh chị. Mai có quần rinh. Mai có quần rinh hai lô. Đây nè mấy chị. Địa chỉ bưu điện cần vuốt không? Trời điện thoại chị. Nè cái này là màu xanh gì? Cái này là màu xanh gì á mấy chị? Trời ơi phơm dài nữa ha. Vân Thúy khách cũ mà. Dài nói gì đâu. Xin cái cô kia kìa. Nguyễn Thị Mỹ Châu. Có lên bộ dài lên. Đây nè. Trời ơi đây nè. Cái này là chị nào chín mấy ký cũng vừa nha. Mà phơm dài rất là sướng. Cổ mấy cái này sướng lắm. Đây nè mấy chị ơi 170.000 màu xanh ngọc nè mấy chị ơi. Nhiều màu lắm chị. Vân Thúy có rồi Vân ơi. Chốt giùm em mã xanh ngọc và buôn bán đàng hoàng là mấy má. Nãy giờ dở hoài không ai buôn bán gì chưa. Nói chị Hạnh lên. Nói chị Hằng mở cho. Trời ơi cái này chị nào 95, 97. Nói chung 100kg vẫn vừa mấy chị. Cái này nè. Cái này giải nó đã lắm mấy chị ơi. Vải nó đã dễ sợ luôn mấy chị ơi. Bồi hai bên nó được chừa hai chớp ở giữa là giống như vậy.
coi nè. Vô lấy cái son hả con? Đỡ son cho đàng hoàng không? Người ta nói em bị khùng lắm chị. Mới đi châu đốc mới có ngày. Không hiểu gì sao ông Bảy vừa xong môi em xong cái mặt em mới lên dày luôn mấy chị. Có màu bò đó em. Chị ơi cái hồng ruốc này đẹp quá trời mấy chị ơi, hồng ruốc này có túi nè. Ở lộ màu hồng này màu sang chị. Chốt giùm em hồng nha mấy chị nha. Hồng 107. Hồng khùng này ai dám mua đồ. Tập trung chốt hàng đi mấy má. Rớt mạng cái còn có 150 người coi à. Chốt giùm em hồng đi. Em có cái size này nhỏ nhỏ nè mấy chị ơi. Quỷ chồng em nó cũng ác lắm, nó kêu son vậy không có hợp. Thiệt á. Chồng em nó kêu son vậy không có hợp. Giờ mà thằng Mỹ đen hay thằng Tây nào nó vô nó kêu là I love you bạc là em đè nó hung thím mẹ luôn thiệt. Cái này bị sao nhỏ rồi. Dương Thảo Dương kìa. Có không 107 của chị Nga bạch nè thằng ơi. Có không 107 của chị Như Thảo Dương. 107 hả? Trường hả nè. Không 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 không. Tại sao mấy thằng đi biển nha chị. Trương Hạnh nè. Đây mấy chị, con này là khóc lên dệt màu xanh bơ nè mấy chị. Con này khoảng cỡ dưới 70kg. Chốt giùm em con xanh bơ nha. Con xanh bơ mấy chị. Mua hàng đi mấy chị ơi. Mua hàng để tí cho tặng cho cái hút môi trang. Ngoá gì á. Nè lẹ đi mấy chị ơi, mua chốt hàng này chốt cho tới tấp và dồn dập cho em nha. Con này chốt giùm em mã sọc nè. Trời ơi bắn ế riết giống con khùng ông ngoại. Thấy chồng cười mình nó tí đái quần luôn quá. Chốt giùm em mã áo sọc nè mấy chị. Chốt giùm em sọc cam đất nha. Sọc cam đất khoảng cỡ dưới 70kg tôi mới ăn cơ bà làm thôi. Giờ tay nào vô là tôi đi đâu tôi không thấy mẹ luôn. Đừng giỡn mặt. Trương Hạnh có áo hồng không? Không áo hồng chỉ có một cái. Một cái duy nhất trong cuộc đời. Một cái duy nhất trong này hôm nay đâu mấy chị. Không. Kiếm thẳng đi làm chốt. Vậy à, đi em đừng ngủ dậy chưa. Cái màu cam đất sọc 170 nhưng mà size dưới 70kg đâu mấy chị. Bảy trăm hùng cái. Nè lên cho mấy. Nè chị nào mà mê cái khóc mà nhẹ nhàng mà màu tím này thì chốt nha. Chị nào mê cái khóc nhẹ nhàng màu tím này chốt lên giùm em. Ừ đi chùa về cũng biết bị gì vậy chị. Trời ơi cái con này cưng lắm. Cái con này vải rất là cưng. Làm ơn chốt con tím giùm em. Nè con tím này chị nào dưới 90kg là ok. Con tím này nhẹ nhàng lắm mấy chị. Con tím này rất là nhẹ nhàng nha. Trời cái này mấy chị mặc đơn giản mà mặc thích lắm đây nè. Ôi ơi chốt con tím đi chứ không kẹo lỡ mấy chị. Chốt giùm em con tím nha. Con tím 170 luôn mấy chị. Hàng áo khoác len. Mai gì nổi nhất. Trời ơi. Ông ngoài ơi. Ngoài ơi. Trời ơi. Một con màu bò mấy chị. Ai nói gì kệ ta mấy chị ơi. Chủ yếu mấy chị thương em được rồi. Đây một con màu bò à, tím của chị Trang Nguyễn nào đây. 170 ngàn. Con này đang có cái gì xinh xinh. Đây mấy chị. Con này là con mã bò nè. Rồi. Con cứng của tôi mà nói chuyện sao thấy mệt dữ vậy trời. Đây mấy chị ơi. Con này mã bò. Mã bò này có túi nha. Con này mã bò có túi nè. Trời ơi tập trung mua đồ đừng ai nói gì đừng nghe chưa mấy chị. Chốt giùm em mã bò có nút nha dưới 85kg vừa. Mã bò có nút 170 ngàn. Chắc ba em rồi đó. Ổng coi cái livestream em ấy xong người ta hỏi phải con ông. Ổng kêu không luôn á. Dạ áo khoác đây nè chị Nguyễn Dung em đang lên nè chị. Mã bò chốt giùm em. Cái đây là xanh đen nè mấy chị. Cái này xanh đen. Xanh đen này dưới 95kg cũng vừa nha. Chốt giùm em mã xanh đen mấy chị. Mã xanh đen. Len dệt là cỡ nào mấy chị cũng vừa hết trơn. Nhưng mà em đã trừ hao cho mấy chị rồi ha.
chốt giùm em mã xanh đen có vân nè mấy chị thấy không, mã xanh đen có vân, chị nào chốt xanh đen có vân chốt lên giùm em xanh đen có vân dưới 95kg cũng vừa nha. Rồi lên tiếp tục mấy chị ơi. Trời ơi, em có một con khóc lên giờ xanh bơ, mấy con này mấy chị mặc xinh lắm nè, khó lên giờ xanh bơ có đóng lỗ nè, ở dưới này có nút nè, vải rất là đẹp mấy chị. Rồi con này cũng 107 xanh bơ. Rồi cười mà đái trong quần thì bọc tả lại nha bà nội. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con, mấy con này là em nói mấy chị mua không bao giờ giá rẻ hết, em nói thiệt, tại cái lô trúng nó rẻ thì mình bán rẻ thôi. Mấy chị nhớ lên giờ cái bữa em về không, làm gì có giá này mấy chị, 400-500 không, làm gì có nhớ mấy cái mẫu này không, làm gì có cái giá mềm và êm như vậy mấy chị ha. Chốt giùm em sọc xanh đen dưới 75kg, sọc xanh đen dưới 75kg hả. Em vào lộn rồi đó, gấu bông ơi, thoát ra vô lại đi. Chị dâu em nè, em nhận ra không Duyên, chị là chị dâu em nè Duyên ơi. Duyên ơi ngoại ông bển kêu rượu má tao nhận nhỏ này con gái út còn sai lầm. Thôi giờ bán áo đế cho mấy chị 160.000 nè. Xanh đen xuống. Sọc xanh đen của Timmy. Timmy vô trong tin nhắn chọt giùm móng tay cả. Bữa có view Timmy có địa chỉ số điện thoại chưa vậy bạn? 170. Timmy ơi lên địa chỉ số điện thoại cái Timmy ơi. Không gài nút hết đó gái. Chỉ có một cái dây kéo hồi nãy tay nhỏ thôi. Ôi mấy chị ơi, cái áo này 160 mấy chị mua là hơi bị xinh luôn á. Em nói thật sự luôn nè mấy chị ha, từ 60-85kg là mặc mê say không, cái con này lên đã lắm, lên dệt mà lên dệt sướng lắm. Nguyễn Dung áo khoác thun, áo khoác thun màu gì chứ ơi. Trời ơi mấy cái con áo đế này chị Hạnh ơi, đã lắm chị Hạnh đấy đó, tim cái môi bị hư đó gái ơi. Trời ơi mấy cái con áo đế này mặc sướng quá mấy chị ơi. Thimmy bữa không có cho địa chỉ số điện thoại rõ ràng sao gửi hàng được, cứ kêu bà khách cũ kiếm hai bên đâu có đâu Thi. Kiên Giang 883. Với lại hàng ra nhớ nhận giùm nha bà nội. Trời Kiên ơi Kiên chú Giang, ơi sao chú nhìn con dữ. Chồng mới quýnh đó Cherry anh ơi. Nè áo đá hồng ruốc nè 160 mua mấy đi mấy bà nội. Nè. Đây nè, đây là màu hồng. Nguyễn Dung. Nghe nè má ơi. Vừa thấy tin nhắn đang live stream thâu nha. Biết rồi. Lấy cái màu đỏ cho nó tràn cái đầu trùm lên. Từ nãy giờ từ lúc dông nhập tới giờ bán ế. Thâu giờ mình cho vậy vậy. Mình là xin số Mai Quýnh đi. Thâu dịp mẹ nghỉ bán live stream đi mấy chị. Màu này là màu màu da. Đây nè mấy chị, màu này là màu, màu này người ta gọi là màu xám sữa. Màu xám sữa, màu trắng sữa mấy chị. Màu này là đá trắng sữa nè. 160. Rồi màu xám đẹp ghê vậy hả? Màu xám mấy chị. Màu hồng guốc. Ôi ôi mấy chị ơi chết. Đây nè chị Hạnh. Cá chuyện cái em cá chị Hạnh ơi. Để đưa cái kia lại đây. Giống quỷ ghê á. Hai cái này bị lỗi rồi mấy chị. Đây nè. Mấy chị coi giùm em nè. Trời ơi mấy cái này mà. Cái bà gì quên rồi. Anh Na Tuyết Võ đâu rồi. Trời ơi Anh Na Tuyết Võ đâu rồi. Ở đâu xuất hiện giùm cái đi bà nội. Anh Na Tuyết Võ ơi. Nè để cho bà Anh Na Tuyết Võ mấy cái đi. Để giùm mấy cái cho mẹ giùm một cái. Hai cái. Trời ơi nó đẹp dữ vậy. Áo dây không mà chị? Không. Ủa nó là áo dây không? À em biết rồi. Cái áo cổ chim chim như nãy phải không? Ừ. Nè bỏ cho anh nè Tuyết Võ ba cái đây. Vậy là nó phơm này chị. Nó phơm em mới đưa cho chị nè coi đi. Áo đá chị mặc là để em kiếm cái cho chị nha. Ôi áo đá 170 là hơi bị, 160 là hơi bị đẻ. Bỏ cho anh nè Tuyết Võ đi. Nè lấy ra cái này cho chị Nguyệt Thu nè. Chị Nguyệt Thu 160.000 áo đá đen nè.
Trời ơi, có màu đen cái. Cái này thì size nhỏ dưới 727. Trời đẹp ha. Ôi bị lỗi nữa rồi. Ôi, mấy cái này sao nó chị Nguyễn Dung ơi, chị lấy cái gì cho nãy thì chị nói chị. Trời ơi, mấy cái này sao nó bị lỗi hết vậy ta. Nè, hai cái thôi vậy. Ừ. Chị muốn mới đem lên ngắm có vài bữa rồi. Nè, ba cái cho anh Na Tuyết Vỏ. Anh Na gì? Anh Na Tuyết Vỏ 160, 180 đây nè. Ôi, đó nè. Cái này có bị lỗi không vậy ta? Ở cái này không? Cái này là Nguyễn Huyền Đà Nẵng nè. Cái này là Nguyễn Huyền Đà Nẵng cũ nè. Ai đây? À, ai đây, không phải áo dây. Đây nè, Trần Hạnh. Nè, Trần Hạnh mới để cái bill nè, 160.000 của Trần Hạnh. Vợ ông Bảy ấy chị. Áo đá màu đen 85kg, màu đen 85kg. Và chị Châu chịu mặc ôm á thì mặc nha. Còn mặc không ôm được là không có mặc. Chứ nói ôm mà không ôm, mà ôm mà ôm mà không ôm là nó. Ông ấy chị nó kỳ lắm ha. Chị áo nhỏ bán em đi, đây nè, áo đây nè. Mới để Trần Hạnh đó. Trời ơi, cái con này cũng đẹp lắm. Trời ơi, đẹp không mấy chị? Thật sự luôn. Ngày mai em mặc mấy cái áo này là mấy chị mê. Mặc với mấy cái quần váy là mấy chị mê ly thiệt luôn á mấy chị. Đây, trời đất quỷ tần thiên địa ơi, đây là mấy chị. Áo dây đá nè. Ôi ôi, áo dây đá của Nguyễn Huyền Đà Nẵng. Trời ơi, đẹp quá chị Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền Đà Nẵng nè. Ôi ôi, áo này là mấy chị chết rồi. Thật sự luôn á. Em có màu đỏ nữa nha, chế nào trắng trắng mặc màu đỏ. Đỏ nè, hồng ruốc nè, hơi bị xinh luôn. Hàng, hàng nhà em chỉ có giờ không có tiền thôi. Ai, ai khen em xinh? Chị Vy Quang sao chị khen em xinh? Không được đâu nha. Thiên linh linh đè linh linh. Áo dây chị Tam Ngọc, mấy cái chị em lựa cho. Mấy cái chị Tam Ngọc ơi, trời ơi cái này chăm số mà đẹp quá. Tam Ngọc như còn bill đúng không? Tam Ngọc như còn bill. Chị Tam Ngọc hồi bữa có đặt dây không ta? Chị Kim Châu lấy áo này nè. Nhưng mà áo này phải mặc ôm chứ không phải mặc rộng đâu. Chị ok thì em mới gửi, ok thì ok lên giùm em cái áo đá cái. Nè chị Tam Ngọc lấy màu gì chị Tam Ngọc? Chị Tam Ngọc lắm, lấy màu gì báo em có màu đỏ rồi nè mấy chị. Tam Ngọc vừa. Tam Ngọc vừa. Chị khúc trên chị còn nhỏ hơn em. Dạ áo đá khách lấy rồi. Đây là màu đỏ nè. Màu đỏ này. Rồi Tam Ngọc lấy màu gì lấy giùm em. Đây là hồng ruốc nè. Ủa vuông khách lấy rồi chị. Đây là hồng ruốc nè. Đó, chị Tâm Ngọc muốn lấy cái gì thì lấy giùm em. Dạ ok chị Kim Châu nè. Chị Kim Châu ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại 160.000 chị Kim Châu ơi. Trời ơi, đi đâu về đây mà giờ nó bị bà nhập trong nhập rồi mấy chị ơi. Phi Mi che đi à. Phi Mi còn hồi bữa còn cái quần đúng rồi chứ ơi. Phi Mi có quần gì? Bữa còn một biêu cái quần của Phi Mi á. Trả gọi gì mà con thấy đâu? Thả biêu Timmy rồi hả? Con thấy cái biêu là Timmy đâu? Đi được Nguyễn Huyền Đà Nẵng. Xả lại. Có Nguyễn Huyền Đà Nẵng á. Vương bụng vừa nhưng mà vừa căng. Thả biêu Nguyễn Huyền Đà Nẵng. Để em từ từ em coi thử có cái nào mà nhường được không? Nhường được thì nhường. Còn nhường không được không nhường. Vậy thôi. Nguyễn Huyền Đà Nẵng. Đỗ Quỳnh Như còn. Đỗ Quỳnh Như 107. Một đỏ một hồng của Tam Ngọc. Nó có cái màu này đẹp là màu da đẹp lắm nè Tam Ngọc. Lấy luôn màu da là đi. Màu da đẹp lắm. Bà là bà không có thích đen. Nè của Tam Ngọc hai cái nè. Coi thử ra hồi bữa chị Tam Ngọc có đặt cái chuỗi 450 của cô Nhận Huyền không ta? À đúng rồi đúng rồi. Có chuỗi không? Có, không có đặt nhưng mà chưa lấy. Đấy, đúng rồi. Ngồi buồn một bước hát Tam Ngọc. Gần tặng những ai đang buồn. Mọi buồn tên hay hân. Nè em mặc cái chị Vương Phụng coi nha. Nãy Trân Hạnh có rồi nha. Nè em mặc cái chị Vương Phụng coi. Nếu chị Vương Phụng ok thì chị Vương Phụng lấy ha. Em 88kg, ok chưa? Trời ơi, hơi bị xinh luôn mấy chị ơi. Em nói thiệt sự với mấy chị là mặc với quần váy là hơi bị mê. Em không mặc áo vú mấy chị đừng quan tâm. Mặc với quần sọt là ok lắm mấy chị. Mặc cái này lên cỡ nào cũng sang, cỡ nào cũng chảnh. Đi quán bar là người ta nhảy lầu với mấy chị luôn, em nói thiệt luôn á. Con này 160. Bảy mới hung cho tè le đây hả chị?
Trời ơi bà đừng có nói chuyện ghét. Một tháng rưỡi nay mùa dịch tôi không có tiền tôi đi làm nè bà thấy không? Bộ móng của tôi một tháng rưỡi tôi tự động tôi cắt luôn á thiệt. Kim Châu ơi, vô cho dùm địa chỉ chứ ngợi Kim Châu ơi. Biết sao không? Mới móc thì ấy, Kim Châu. Trời ơi, cái làm biến ra đó ngồi 3 tiếng làm biến quá. Lên áo khoác màu lạ cho mấy chị nè. Ở nhà buồn nè thiệt á. Ở nhà buồn nè. Thấy sao? Thấy qua đây cái mặt chằm chằm vậy. Nó nhìn cái mặt ông nội. Dạ chưa có chuỗi chị. Em có một cái xanh này nè chị Như Thảo Dương lấy đi chị Như Thảo Dương. Trời ơi cái màu này đẹp lắm chị. Cái màu này mà chị nào size lớn lên mặt nè. Size rộng quá trời luôn. Chị nào mà size từ 6-70kg. Trời ơi bà Ngọc Nhung ơi, bà Leo bà làm tôi hết hồn luôn. Áo đến hộp 2 giây hết. Nhưng mà cái đó chị Châu cũng không có vừa. Kim Châu cho dùm địa chỉ Kim Châu ơi. Chị Kim Châu ơi cho dùm em lên địa chỉ với bên em không có gọi điện chốt này hả? Còn chị áo đến hộp còn chị ơi. Hết rồi. Rồi chốt giùm em con mã khoác này mấy chị. À. Ôi thần linh ơi. Con này 170 mấy chị. Chốt giùm em mã xanh. Kim Châu á, inbox giùm kìa. Tiền Giang, có số điện thoại trên á, gửi qua giùm luôn đi. Ngồi đàn một khúc hát dành tặng những ai đang buồn. Mọi buồn phiền hay. Thôi để em lên cái set cho chị ơi. Ở trong đó có bao đỏ đô, chị lấy giùm em bộ size L ấy chị. Bộ size L ấy, chiều nay về một cái set quần váy, áo áo nhúng nữa. Chị quất vô giùm em cái ấy đầu ấy luôn rồi con. Cái luôn bỏ số 1 vô là đấy không? Rồi bỏ số 1 vô đi con. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Ok bé. Rồi lên cho mấy chị bộ đỏ đô nha. Lấy cái xanh của chị Hà My Nguyễn. Xanh của Hà My Nguyễn nè. Nhiều tiền với tiền mất. Ở đâu có hàng này chốt vậy bà nội? Đó, đừng có chốt nè, chốt ra với chị. Mua đi chút xíu ờn ép cho con số mai quýnh có tiền mua đồ. Khoác bim bim còn không? Áo khoác đã cách lấy rồi. Bộ này là mới về ngày hôm nay nè mấy chị. Chốt giùm em bộ nơ. Bộ xanh. Nơ đỏ đô. Lấy rồi. À, khách lấy màu xanh rồi. Bộ nơ đỏ đô nè, bộ này là 250 ngàn mấy chị, không phải 170, áo khoác 170. Bộ này quần dài ống nhỏ nha. Bộ này quần dài ống nhỏ 250 ngàn bộ này. Chị nào chốt đỏ đô, chốt lên giùm em. Đỏ đô mấy chị, đỏ đô có tổng cộng 4 size, vải co giãn có hàng mặc thử luôn. Tổng cộng 4 size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Chị nào chốt mã này, chốt lên giùm cho em ha, đỏ đô. Đỏ đô là đổ đó. Chị nào chốt đỏ đô chốt lên giùm em đỏ đô nha. Đỏ đô. Xanh khách lấy rồi chị. Dạ. Hỏi ông ngoại còn kịp đó nha. Cái áo khoác màu màu đồng màu bò này lúc đầu là ai cũng dành nè mấy chị. Chị nào chưa chốt khoác bò mà mã xanh này, đỏ đô dưới 80kg của Linh Võ cho chị xin địa chỉ số điện thoại. Chốt giùm em con cam đất này nè mấy chị. Con cam đất này dưới 90-92kg vẫn vừa nha. Dưới 95kg cũng vừa, chốt giùm em cam đất 3 nút. Cái con cam đất này là hơi bị sướng. Linh Võ. Nhiêu tiền hả? 250. 250 Linh Võ nè. Lên tiếp cho mấy chị một cái mã 240 ngàn. Chốt giùm em là cam đất nút nha. Chốt giùm em cam đất nút. Lên cho mấy chị một cái bộ này 240 ngàn. Kèm áo nhúng. Kèm áo nhúng nha. Áo nhúng này mấy chị, kèm áo nhúng và quần váy. Rồi bộ này bán cho mấy chị với giá 240 ngàn bộ này mấy chị ơi. 240 ngàn bộ quần váy này. Bộ này có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Con nhắn tin cho cô đó chưa? Rồi bé xuống chụp hai bộ này cho gì nè con. Ngồi lên một phút khác dành tặng những ai đang buồn. Bộ nãy giờ bán gì chưa mà Ngầu Cường biết rồi trời. Nãy giờ chưa bán cái gì luôn không mấy bà nội. Các bạn Ngọc Cường miết à. Rồi bộ này bây giờ em cũng còn 2 size. Bộ này bây giờ bộ Puma em còn size từ 60kg tới dưới 90kg bộ Puma. Chị nào chốt Puma thì chốt lên giùm em Puma nha mấy chị nha. Puma. Puma. Bộ này nhiêu? 250-240. Đang buồn, đừng nói gì hết Ngọc Nhung lên. Đang bán ế, đang buồn. Vậy như bộ này gì?
bộ dài, bộ đùi là 200, tơ gòn bộ dài đỏ là 250. Bộ dài đỏ 250. Giá nhiều. Em đắn nút 170. Ngon nha, Ngân Phương cho bộ quần vải size L chị. Ngân Phương Bình Phước nãy có biêu á. Rồi bà con đã ra đúng rồi, size L chị ơi, cho Ngân Phương Bình Phước. Bộ cô tâm này em còn 2 size thôi ha. Bộ cô tâm này em hết size, size lớn rồi. Hết size 90 tới 100kg, Ngân Phương 240. Nè mấy chị ơi, Puma mà bộ này là cô tâm 100% nha. Bộ này là cô tâm 100% chứ là chốt Puma, chốt lên giùm em Puma. Puma nha mấy chị nha. À, qua cái bộ hồng để thôi, bộ hồng sắp ở đâu Thành nhớ, bộ hồng rút trên ghế sắp đâu nhớ không Thành? Rút ra nhiều có. Nè. Bộ màu da. Màu da mà. Ốc tiêu. Rồi lấy chị một bộ 2X với một bộ 2X với một bộ XL cho ốc tiêu Facebook Yên anh ơi. Ốc tiêu. Ốc tiêu 112 An Giang. Đưa bộ ra xuống cho chị xem là bộ này 250 nè, bộ size XL, bộ size 2, đúng rồi, ốc tiêu Facebook ý yên hai bộ luôn hả? Puma 220 chị Phạm Huê, đúng rồi. Bộ nhiêu hả? Chị Phạm Huê, cái bộ Puma hồi xưa chị có kêu em là cái bộ 250 là hồi xưa chị kêu lấy bộ nào, bộ bi em hết rồi chị lấy bộ màu khác đi, còn cái bộ cô tông này nè chị, nếu mà chị buôn bán chị mặc bộ cô tông này rất hợp lý, hai bộ 500. Ốc tiêu Facebook ý yên. Đây mấy chị ơi, em lên cho mấy chị bộ này nha. Cái bộ này là cái bộ mà em mặc cực kỳ thích, là cái bộ này nè. Đây. Dương Phụng lấy bộ. Chưa lấy mà. Dương Phụng lấy bộ Puma size XL chị. Trời ơi, đi đâu đây? Con vô đi gặp bà cho số đúng không Lâm Suki? Hồ ngon, dạ ok. Puma là của Vương Phụng nè, coi thử trong đó có Puma chưa? Vương Phụng còn bêu. Rồi vậy. Vậy khỏi được. Lấy được. Vậy khỏi lấy. Ồ dạ lấy Puma đi chị, lấy Puma đi ha. Lấy Puma đi chị Phạm Huê, chị nhận cái bill bên em cho chị 200 nè rồi. Bỏ vô cho Phạm Huê nè, bộ cô tông của Phạm Huê. Puma nhiều 20 rồi. Puma 220 nè, bộ cô tông nguyên bộ nè. Bộ cô tông bao nhiêu? 220. Rồi Hồ Ngân lấy một áo khoác 3 nút 170.000 của Hồ Ngân. Hồ Ngân cho em xin địa chỉ số nội chế ơi. Dạ 65kg em nhớ số ký chị mà. Tại bữa chị chốt bộ đồ xong chị em cho địa chỉ số điện thoại em la chị quá trời luôn giờ nhớ. Này chưa rồi. Kim Châu lấy gì đó, ba nút gì đó. Phước. Khách lấy rồi. Kim có địa chỉ. Linh Võ hả? Ừ. Linh Võ có địa chỉ số điện thoại chứ phải không? Để vô cái biết đi. Lùng ơi. Nó đây ai đây? Chưa cho địa chỉ là chị Linh Võ ơi, chị Linh Võ 017 nè. Đây đây. Vậy khỏi lấy Puma hả chị Phạm Huê? Cái này của Hồ Ngân. Hồ Ngân nhiêu? Vậy khỏi lấy Puma. À thấy rồi, chưa nhận được. Đúng không? Chưa nhận được luôn hả chị? Bill của chị Phạm Huê nhớ để lại nha. Là cái bill ở dưới quê chị chưa nhận được á. Chị Hạnh, chị nhớ đi chị Hạnh. Chị nhớ cái ấy rồi ấy, chỗ nào ấy á. Bữa cái bill gì á. Là bill nhiêu á. Kim Châu lấy gì em thấy không vậy? Dạ cho em lên số điện thoại luôn Hồ Ngân ơi. Thấy rồi số điện thoại rồi. Bé ơi nhắn tin cho cô Hồ Ngân giùm gì cái con. Ủa Hồ Ngân chưa có điện thoại quên lộn. Cái bộ này nè mấy chị. Bộ này xinh lắm. Em nói thiệt luôn á, bộ này mà mấy chị không mua là sai lầm lớn lắm luôn á. Đây nè mấy chị. Cái bộ này cưng lắm, cái bộ này em mặc cũng cưng nữa. Cái bộ này em mặc cũng cưng nữa, đừng nói chi mấy chị coi nè. Ông ngồi ơi. Sao ông ngồi không coi, con coi con live stream. Đẹp gái không? Ông ngoại thấy con đẹp gái không? Ông cái vỏ này mở thầu thượng không ngoại? Vô coi live stream đi nha, nằm ở dưới đó buồn mình đi. Ông ngoại có thể rút lại lời hứa được nha ông ngoại. Đừng có nhận con nữa nha ông ngoại. Ông có cái mở sao kỳ vậy? Bị chồng quýnh quên nói chứ. Ông cái bộ này ở sau lưng nhúng đẹp lắm mấy chị. Bộ đây nè. Thầy ơi, bộ này xinh. Bộ này em có tổng cộng 4 size mấy chị. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg nha. Em kiếm đồ em like kìa. Chị Linh Võ 1 phút nữa, bên em có điện thoại chốt hàng. Chị Phúc không có, em trả đi cho chị. Chị Linh Võ ơi, cho em lên địa chỉ kèm số điện thoại chị. Tại bên em có gọi điện chốt hàng á.
Em lên cái mã khoác này, mã khoác mới cho mấy chị nè. Em lên cái mã khoác mới cho mấy chị là mấy chị mê liền. Em lên là mấy chị giật liền nha. Rồi bán luôn 170 luôn, lỡ làng trong chuyến đò. Cái con này dưới 75kg mặc sẽ mê hơn nha. Con này dưới 75kg mặc sẽ mê hơn. Chốt giùm em. Thật sự là 90kg vẫn vừa nè mấy chị. Trời ơi, cọc cạc. Đây mấy chị, chốt giùm em con mã len vợt này. Cái gì? Không, con mã len vợt. Nói chung là cái hàng len này, hàng len xịn mấy chị. Nó không có bị lả tả lông. Nó không có lả tả lông nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp, nay trang điểm. Dạ, bán ế chị, khóc đen của Thủy Thu Phạm 170 là trời ơi, chốt cho bả đi, bữa giờ mấy tháng mà chưa chốt đồ. Nè mấy chị ơi, con cam đất em vẫn còn nè. Nè ai chốt cam đất khóc tiếp nè. Chị Châu hả? À, Kim Châu lấy áo khoác này 170 nè. Kim Châu áo khoác 170. Mấy chị ơi, thương em đừng bơm hàng giùm cái, bán hàng dễ thương lắm mấy chị. Thiệt á. Thiệt mấy chị à. Chị Linh Võ ơi, cho em cái số điện thoại địa chỉ cho chị Linh Võ ơi. Chị Linh Võ cho em cái địa chỉ cái, tại vì bên em không có gọi điện chốt hàng, bên em mà có số điện thoại mà không có địa chỉ bên em cũng xả. Mà bé Lùng nó có nhắn tin cho chị Linh Võ. Chị Linh Võ vô trong tin nhắn cho. Rồi của chị Châu áo khoác nè. Vô cho giùm em nha chị, tàu nghiệp em. Nãy giờ chưa bán được gì hết trơn á chị. Một bao hàng bơm gì nữa kìa mấy chị ơi, tàu em. Ngồi buồn một khúc hát, dành tặng những ai đang buồn. Cái khoác nè mấy chị, cái khoác này chị nào dưới 70kg chốt. Chốt giùm em khoác xám sọc tay. Chốt giùm em khoác xám sọc nha. Dưới 70kg chốt giùm em khoác xám sọc. À, em nhận kem body rồi chị, ok chị nghe bao anh. Ok, chế nghe bon nha. Màu cam đất nút vẫn còn. Ồ này, cái này không phải cam đất nút mấy chị. Cái này không phải cam đất nút, hai đứa tâm sự. Cái mai rủ đi câu á chị. Cái này là cam đất, không phải cam đất nút, mà là cam đất có vân. Con này da rất là êm. Cái đó là áo Linh Võ. Nhưng mà trước khi Linh Võ muốn chốt gì nữa, Linh Võ cho em địa chỉ số điện thoại đi chị. Nãy giờ em xin quá trời, chị không trả lời em gì hết trơn á. Không có tí được chị. Chị thoát ra đi rồi vô lại năn nỉ luôn á. Không có địa chỉ bán không được, thật sự. Nè cái con này chị nào dưới 90kg vừa nè. Con này, nhưng mà con này da, mấy chị ơi coi nè. Ha, không có nút, nhưng mà con này phơm hơi dài tí, con này đẹp. Chốt giùm em là khoác. Mấy cái này 170 rẻ mấy chị. Rẻ quá trời luôn. Lên cho mấy chị một con mã tiếng. Mà đi bánh tre hả? Hả? Gì? Chị đi thiệt á hả? Đây qua đây mai đi cô gái vậy. Ủa anh buổi tối mai anh còn đi mà nó cao ghế gì nữa hoài. Bán là bán mà đi chơi hoài nghỉ mẹ bán luôn đi. Ông Phạm nghe tôi đi mình. Đi chơi thì ở nhà luôn đi. Lỡ lọc chi cổ đi đâu. Đi đâu có vợ có chồng đi mình cũng đi buồn thiêu. Ở nhà đi. Đi không có em là ở nhà đi. Khót tím nè mấy chị ơi. Khót tím. Ha. Nè chị coi mấy bữa nữa em đưa ông ngoại về chứ. Xong cái ông ngoại buồn ngoại theo lên, cứ đưa xuống đưa lên vậy miết hết đầu luôn. Áo khoác tím này dưới 85kg mấy chị nào vải đã 170. 170 mấy chị ơi, 170. Còn mấy chị cái hồi nãy hỏi áo này là gái. Áo này là Linh ơi. Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi, biết không, biết không Linh. Đấy, 160. Thủy con tim yêu thương là chết chết. Cái cam đất màu đẹp lắm nha. 170. Chị Nguyễn 19 nè. Rồi có một cái khóc đen. Khóc đen này cũng dưới 75kg nha mấy chị. Khóc đen này cũng dưới 75kg nhưng mà khóc đen này vải đẹp. Khóc đen dưới 75kg. Đưa cái xám sọc lại coi. Dạ ok vậy. Cái khóc đen này dưới 70-75kg à. Đóng rồi phải không? Đúng, đúng, ok, cảm ơn Linh. Cái gì? Linh Võ không? Linh Võ hóc môn. Đây nè chị. Nhưng mà chị biết sao, ở sau nó đẹp lắm. Ở sau nó làm cái hoa văn răng cưa đẹp lắm chị Hà My. Ở sau rất là đẹp nha. Áo khoác xám. Chị nào qua chốt bộ thể thao chưa chốt, chốt giùm em 60-85kg. Hai bộ tập gym. Chị nào chốt cái bộ này thì tối về tập thể dục aerobic giùm em, cái bộ mà khép mu mở mu nha.
Ủa nãy giờ Thảo không neo mi có lấy bộ chân váy nào đâu. Dạ không có chị. Đây là bộ này 250. Bộ này là hàng xuất 250 là rẻ đó mấy chị. Mấy bữa là toàn 300, 400 không á. Là bộ này nè ha. Bộ này 60 đến 88 kg vừa. Đó còn chị Nguyệt Thu hồi bữa kêu lấy thêm bộ nào chị Nguyệt Thu. Chị Nguyệt Thu bữa kêu lấy thêm bộ nào thì báo giùm em ha. Ngờ mình đâu. Ủa hôm qua giờ có cái bộ nào của Hình Thái Anh Chi chưa vậy? Có. Bộ thể thao của Hình Thái Anh Chi. Có, Hình Thái Anh Chi. Hình Thái Anh Chi kiếm giùm em mày. Cho xem là cái bộ chân váy chị Hạnh ơi. Phải bộ 250 không? Phải 250 bộ thể thao không? Rồi đúng rồi đó. Bộ này là Thảo neo mi lấy được nè. Bộ này là bao xinh. Không, bộ này đẹp lắm. Bộ này mặc nguyên bộ với quần váy là xinh luôn. Kim Loan quận 9 hả? Hai bộ đồ ở nhà hả? Trời ơi quên luôn á hả. Rồi Kim Loan quận 9 hai bộ nè anh ơi. Hai bộ của Kim Loan quận 9 250. Ai cũng khen em vậy hết á chị Thúy. Thiệt. Ai cũng khen em vậy hết trơn á. Thấy ơi Thúy chốt giùm em nè Thấy ơi. Vừa thì lấy đây nè. Đen. Bộ này bộ đẹp nè Thảo ơi. Bộ này em nói với Thảo là mê say luôn ha. Chị Nguyệt Thu 250 ngàn nè. Bé Nguyệt Thu 250 ngàn. Bữa giờ nó giao lại cái bill kia cho chị chưa. Rồi chị nào chốt bộ này thì chốt giùm em. Bộ này là bộ quần váy kèm áo nhún. Bộ này em có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg mấy chị. Chốt giùm em bộ nhún nha mấy chị nha. Bộ này xinh. Bao xinh. Mai chị mấy giờ chị đi? Đi chào con mình thiệt. Cái thứ gì chào cái dế vừa. Thôi đừng nói vậy chứ. Thảo nơ mi để bộ gì đó. Chà bộ đó mà sao XL đi chị. Bộ nào? Bộ đó đúng không? Quần váy đó. XL. Như tiền. Đỗ Quỳnh Như em muốn bộ tập màu gì? Như tiền. Ờ, 240. Nè, đây là hoa văn xanh nè, Đỗ Quỳnh Như. Đây là hoa văn xanh. Có bộ set 75kg, Nguyễn Dung lấy bộ set 75kg là bộ gì? Cái này là của Thảo neo mi nè, 240 của Thảo neo mi. À, bộ tập Đỗ Quỳnh Như hả? Như ơi, Như lấy cái bộ này nè Như. Như nghe lời chị Yên đi. Lấy cái vân này nè, nó đẹp lắm. Lấy cái vân này ở ngoài mặt nó đẹp mê lắm. Đỗ Quỳnh Như 250. Lấy cái vân này cho chị ha. Hồi bữa nó kêu là gọi điện chị không bắt máy hay cái gì á. Nó còn lưu lại một chị một bill á. Để mai em báo nó phát lại cho chị cho ha. Mai em báo nó phát lại cho chị. Hoa văn xanh đậm nè. Hoa văn xanh nhạt nè mấy chị. Đó, chỉ còn nhiêu đây thôi. Hết bộ bi luôn. Không còn gì để bán hả chị. Nàng quyết ra đi. Ta làng mình đầu mắt. Ờ, thấy con chim chim. Ồ. Ủa ai lôi đồ đi quăng ra kia vậy? Bán cầu thang hay con không nói lộn đồ á. Mai về rin nha mấy chị nha. Ngày mai rin về. Bả lên trên ngấy. Ngày mai rin về. Mai rin về một nhà. Rồi lên tiếp cho mấy chị khót đỏ đô. Cái khót đỏ đô này là form. Thứ nhất là nó có nón nha mấy chị nha. Thứ nhất nó có nón nè. Xế xanh cho Nguyệt Thu. Xế xanh của chị Nguyệt Thu nè. Xế xanh thể thao 250. Bộ nhúng 63kg của Trịnh Phương size L chị ơi. Bỏ vô dùm. Trịnh Phương cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha Trịnh Phương ơi. Đưa. Là cái tết nhúng này đúng không Trịnh Phương? Tết nhúng đúng không chá? Rồi Trịnh Phượng chăm sinh địa chỉ số điện thoại 240 của Trịnh Phượng. Đây là một cái khoác len dệt. Con này trời ơi. Con này là phơm dài nè. Tay rộng rãi thoải mái nè. Có nón nè. Có dây rút bụng nè. Con này chốt giùm cho em khoác đỏ. Con này có dây cột bụng đẹp lắm nha. Rồi chốt giùm em khoác đỏ mấy chị. Khoác đỏ nha. Chị nào chốt khoác đỏ có dây cột bụng phơm dài chốt giùm em khoác đỏ. Khóc đỏ này 60 đến 95kg vừa. Chốt giùm em 170 ngàn. Khóc đỏ. Dạ quần đen áo. Áo bộ set. Dạ Nguyễn Dung lấy size XL bộ 240 chị. Nguyễn chờ ô đại gia đình tôi mà coi cừu đái quần hả. Ủa lên chưa vậy Lâm Sky bà lên chưa vậy.
Con bà đang ở đâu vậy? Coi cho con bầu nó coi, nó coi để bịch bụng lẻ luôn á, bất giỡn rồi nha. Nha quỷ sứ, bất giỡn nhìn cái đi nha bà nội. Mà xấu đi rồi. Như Thảo Dương 170 ngàn. Chị coi áo xếp xanh nhúng không phải xếp thể thao. Chị à bà đó mà chị coi áo. Dạ, là xẻ của chị đây. Cho cái xếp kia size 2 ịt cho chị. Cái xếp nhún nhún á, xếp xanh á, 2 ịt của Nguyệt Thu mới có. Rồi bỏ bộ thể thao sửa lại gặp cái 250 đi. Cho lại cái 240 lên nè. Ý 2 ịt chị ơi, 2 ịt. Trời ơi bán ế quá mấy cậu mấy mợ ơi, em con đang ế. Con đang ế nha, quỷ chồng ôm mở quýnh mở bầm như con cái chầm dầm á mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái mã sọc đi. À, chị Trịnh Phương ơi, bên em gọi điện chút hàng cho chị. Em có inbox cho chị nha chị Trịnh Phương. Chị Trịnh nè, em có một cái con khót sọc là đẹp ha. Trời ơi con này xinh quá. Cái con này quá xinh luôn, cái con này dưới 75 kg. Thôi rồi. Đây, ở dưới luôn đi gái, đây. Trời ơi má ơi. Áo sọc này dưới 75 kg, 50 đến 75 kg, bao đẹp cho mấy chị nha. Bao đẹp, bao mê, bao say luôn mấy chị ơi. Trời ơi. Mấy chị mà vô nhà em là cái gì cũng bao. Tối nay ngủ được rồi Duyên ơi. Sao vậy chị? Mấy chị mà thiệt á, mấy chị mua nhà em là bao mê, bao say, cái gì em cũng bao. Tao nói là coi nè nghe. Tình là bao đêm, số là bao lô luôn nghe mấy chị nha. Em có một cái khót nâu đất, đẹp không? Con này dưới 85 kg vừa. Trời ơi, con nói con này vải đã lắm. Chốt giùm em con nâu đất nha. Chốt lên giùm em con nâu đất cái mấy chị. Lên giùm em cái con mã xanh ngọc mấy chị ơi, mã xanh ngọc. Thời ấy xa xưa có một nàng công chúa. Chốt giùm em con mã xanh ngọc mấy chị ơi. Mã xanh ngọc nha, mã xanh ngọc có vân sọc nè. Mã xanh ngọc dưới 75 kg. Dưới 75 kg. Mày ngồi mày biết gì vậy luôn. Mua bán lẹ mấy chị. Mấy lùng nó ngồi nó buồn nó biết tư tình nữa. Chút. Gì dưới ghi chút. Để là hàng bò cho em có đi. Một cái khót phom dài nè. Em có một cái khót phom dài 170. Chế nào hồi nãy hỏi khót đen phom dài là nó đây. Con này từ 60 đến 90 kg cũng vừa khót phom dài. Trời ơi 170 là mấy chị trúng mánh. Mấy bữa hàng Quảng Châu em lượm về, lúc nào cũng giá trên mây. Chị đâu rồi chị? Phương Thảo áo hồng. Trời ơi qua nhà tôi xin băng vợ xin. Thiệt giờ ông kho thiệt dúng giờ đầu ra. Có. Ủa tao bị vậy ở nhà đi. Không. Nè chị Chi Nguyễn Quân Chính. Mẹ bà nó đang like đứng cũng nói quá. Nghĩa không. Quỷ quá à. Nghĩa sao đi qua người ta xin băng bờ chân. Nè như tiền hả. Chăm bậy. Dọ con có nó thấy ớn luôn. Lát đêm về còn không. Hết chị. Nghĩa sao à. Nè có cái khót tím mà phơm rộng nè mấy chị. Ê chị. Khót tím chị nào mà chị. Chị Trịnh Phương một phút nữa có ông xã đi chị nha. Chị Trinh Phương ơi. Ủa chị Phương Mai gái ơi, cái áo sơ mi mình đâu? Ai nữa? Dạ khách lấy rồi hết rồi chị. Đây nè chị, khót tím. Khót tím này chị nào mà size từ 70 đến 100 kg quốc. Em nói thiệt luôn, khót tím này chị nào 70 đến 100 kg quốc. Đi. Hết rồi. Cái con này chị nào mà 100 kg vẫn vừa. Trời ơi mấy con này mấy chị mặc sang lắm, thật sự luôn á. Mấy chị mặc sang mà nó không có chít chít nha. Mà nó mềm lắm mấy chị. Mà nó mềm cực kỳ mấy con này luôn. Mấy chị không chốt mấy con này mấy chị. Sai lầm quá trời sai lầm luôn mấy chị ơi. Phương Mai có bữa ngày 24 em đã gửi cho chị rồi. Một cái bill 190 nè. Chị ok rồi gái mua sơ mi đen beo mà. Tiếng của chị Phan Trang hồi nãy có bill tặng son đó. Phan Trang này sao đét hay sao không mày? Của Phan Trang nãy có ai ghi không? Nè 170 có mới đây nè, mới tặng son cho Phan Trang này. Có ai ghi không á? Phan Trang lạnh, đét. Nhớ nãy nói ai ghi đâu. Nãy vô đầu like á, có view mà. Tôi chừng bỏ lộn cho ai rồi. Ủa có hỏi chị không thèm trả lời hả Thảo? Ở đường má nó, để coi thử. Để, nếu mà chị nghe ngoài đó chị cho em cái ấy luôn nha. Cái ấy là cái gì? Để cho giới em giới á. Cho em ly giới á. Chị lẹn nó giữ lại thì giận rồi. Anh gửi cho anh Khoa đi anh. Ủa vậy hả Thảo? Trời ơi không thấy, thấy là chạy lao liền. Bữa đây bán ế mà.
ai hỏi cũng thấy hết trơn. Cái phương khang trang tỉnh này nè, hồi nãy cái son ai bỏ đâu rồi, lạc đâu rồi, bỏ cho ai rồi, lấy cái son cắt lại cho tao đi. Không, kiếm khang trang là đi, không có không ai ghi tên đó mà, không ai ghi bill hết mà. Không ai ghi bill là cây son của tôi đi đâu. Thì đó. Không thể nào không có, kiếm lại đi. Em ăn cơm anh biết không có ai ghi hết. Không. Mới đây nè. Khang trang tỉnh đầu tiên nhất luôn á. Rồi anh có nghe là thằng son đó. Nhưng mà không ai ghi bill hết. Rồi làm gì có bill để mà tạ bỏ. Từ từ để kiếm nè anh, từ từ đã. Khang trang à. Có cái gì đâu mà từ từ cho có cái son không mà từ từ đã chứ gì đâu mà. Đây là. Yên cũng không trả lời chị luôn. Ủa chị Hiền Biêu, chị Hiền Nguyễn Hiền Đà Nẵng ấy. Hỏi gì à, trả lời vô trong đi nhắn có coi gì đâu. Đây nè mấy chị, cái chị này xả ra cho nên cái Biêu này của chị Thủy Thu Phạm em sẽ sell nha. Mà thôi khỏi sell cũng được, sell luôn. Phương Thảo cái áo khóc hồng 60kg này đeo cò bò son vô phần trang luôn này. Này đeo cò bò son vô phần trang. Đó, lần cãi tôi. Lần có. Mình bò vô. Sao cãi à? Cãi tôi à? Tôi nói là như đinh đóng cột quá, cột một thì rớt đinh ra thôi. Có son nhưng mà không có điều bỏ vô ai bỏ lộn bia. Rồi vậy đâu lấy cái thỏi son nó bỏ đi đâu rồi? Ý nói vậy á chứ không phải là gì. Rồi lấy cái thỏi son nó bỏ đi đâu rồi? Thỏi son mấy trăm ngàn của tôi đi đâu rồi? Kêu thời trang. Nè bỏ cho Phan Trang vô đây chút nữa kiếm, bỏ cho Phan Trang đi, bỏ cho bịch bấm gương. Phan Trang nghĩ nè. À. Phương Mai nói gì kìa? Phương Thảo áo khoác hồng mà chưa thấy khoác hồng đâu hết trơn á. Có mấy cái khoác sọc là form nhỏ của chị thôi. Mấy cái khoác sọc với khoác xám là size nhỏ của chị thôi. Hoặc là khoác trắng đen là size nhỏ nè. 50-75kg vừa. À, Phương Mai gái ơi mình mua sơ mi mà gửi lộn đồ bộ. Vô coi tin nhắn Phương Mai giùm em nè. Đau bụng quá, đau bụng tiêu quá. Bắt vô luộc hả chị? À, đã nói rồi mà. Nghĩ gì hồi nãy có mà, có cái áo đá này dày. Đây nè, à, đây chị Phương Mai nè. Không biết sao xỉn rồi. Gây. Đâu đâu, đưa coi rồi. Đưa coi đây, Nguyễn Huyền này nè, có cái áo đá ở trong. Áo đá này dày rồi không? Có một cái đá của chị Nguyễn Huyền này nè. Đây nè, em nói chị Phương Mai nè. Thứ nhất là nhà em bill hàng một ngày ra vô rất là nhiều. Ha. Còn khóc lên nha chị Ruby, còn nãy giờ like hot rồi. Là chị gửi cái bill hàng lên cho em là có một cái tờ giấy của bưu điện, chị phải chụp cái tờ giấy đó chị gửi cho em. Chứ chị nói không không gì là không có ok. Nha chị nha. Mình mua áo sơ mi đen bill mà gái gửi lên cho mình. Có chứ. Chị chụp cái ấy lên cho em. Bill bữa đáng lẽ là sáng đi về dưới đó là Bill sáng nó làm á, mà sáng nó không làm luôn. Cho nên nó mới nhiều vậy chị. Chị Phương Mai ơi, có nghĩa là chị Phương Mai phải chụp cái tờ giấy mà gửi hàng lên cho em. Em mới giải quyết cho chị. Hoặc là chị lựa một cái đồ khác cho áo sơ mi đó em kiểm tra là không còn size lớn. Nha chị nha. Chị kêu em tặng son mà tới giờ chị cũng còn chưa chia sẻ mà chị cứ kêu em tặng son. Tại vì son á là em chỉ tặng cho những chị có chia sẻ livestream thôi nha mấy chị nha. Em cần cái chia sẻ thay gì mà em bỏ 1 triệu em nhờ người chia sẻ like thì em lại lấy cái tiền đó em mua đồ tặng mấy chị là vậy đó. Cái này size lớn nè chị, em ruby cái khóc len này size lớn nè, nhưng mà mịn lắm chị. 170 là do em mua hàng rẻ em bán mấy chị rẻ á, chớ mà rất là mịn. Len này là len lớn, em để em coi được cái nào len lớn em báo cho. Cái con cam đốc này len lớn. Cái con này cũng lên lớn. Chốt giùm em mã bò. Chốt giùm em mã cam đó. Mấy con này lên lớn nè mấy chị. Cái này vô một bao nha. Tôi dùm vô hàng lên nha thằng. Cái con xanh bơ cũng là lớn mấy chị. Con xanh bơ cũng là lớn. Xanh bơ. Xanh bơ lon lộ. Thủy là giàu rồi, khỏi cho, khỏi tặng cũng được. À, à Trịnh Phượng thôi. Rồi. Trịnh Phượng đây nè nha. Con nhắn tin cho cô Trịnh Phượng chưa? Nhắn rồi, có vô đồng rồi. Rồi chờ một chút đi anh ơi. Đó mai gọi điện chút bill cũng được rồi xả sau cũng được. Sáng nãy giờ có mấy bill đâu. Chờ một chút qua chợ thì mấy chị cậu em giữ. Ủa? Mấy chị. Thiệt luôn á. Nhớ chị Nguyễn quận 9 có cái gì nữa mà. Hai món.
hai món luôn mà. Chị Nguyễn quận 9 hai món luôn. Đây nè. Mày đừng có bỏ lộn cái kim loan quận 9 nha. Kim không chị. Hai bộ rồi. Tại vì quà là để mua về để tặng cho mấy chị chia sẻ livestream hàng ngày. Tại sao là mỗi tháng em đều thường thỉnh thoảng là em đều có quà cho những chị chia sẻ livestream. Còn hay con ngoài bỏ tùm lum rồi đó thôi Thành ơi. Rồi. Cái này là sao khổ ghê á. Cái này đây nè, đây nè. 190 rồi nè, 250 rồi nè. Cỡ này của ai? Cái này của ai ha? Bán đồ nãy giờ giờ cầm bộ đồ hỏi tôi của ai? Bán đồ nãy giờ hỏi tôi cầm bộ đồ hỏi tôi của ai? Cái đi, áo khoác đen. Hồi nãy giờ chị nào chốt áo khoác đen vậy mấy chị? Chị Chi Nguyễn quận 9 nè. Đây Chi Nguyễn quận 9 nè. Rồi. Ủa mà sao sao lộn gì mà lộn hay vậy? Tự nhiên lộn hai. Ủa sao lộn hay vậy? Đó. Kim loan hai bộ 250 đúng rồi. Đúng rồi. Chị 250 nè. Trong hai cái 2 cho 2 cho 2 cho 7. Dưới này thôi nha. Rồi rồi rồi. Dưới này thôi nè. Ủa chứ sao chờ một cái là của Chi Nguyễn cái kim lo mà lộn hay vậy bay. Ờ thâu thua luôn á. Đi tiền như chưa. Không buôn bán kiểu này đã ớn gì mà vậy kiểu này chết luôn á. Yêu ruby 170 ngàn nè. Cái đen này là của chị Chi Nguyễn. Rồi cái một cái đen nữa. Thảo Biêu, bỏ gì cho nó đó. Như cái chị hồi sáng đi gửi bơ gửi hàng vô cũng vậy. Tự nhiên nó mất 30 mấy ngàn, 40 ngàn tiền ship và trong cái đó mua một cái quần sale của chị Cát Tường. Từ cái bill Cát Tường mà để lộn qua cho cái bill của chị Cường Thịnh hay chị gì đó. Không hiểu đọc sao nữa. Thiệt luôn á. Mới sáng qua đóng 376 ngàn tiền. Tiền hàng hòn về nữa. Thằng bơm nữa. Thiệt em lầu thiệt. Cái bao cái đây là của chị Phan Thùy Mai. Của chị không phải, của chị Anh Nguyệt Mai, chị xã cho nên em sẽ sell. Thật sự là hàng em mới về luôn Quảng Châu. 160 sell còn 130 ngàn áo nhúng. Size từ 65 đến 90 kg áo nhúng này. Sell mấy chị 130 ngàn áo nhúng. Áo nhúng sell 130 ngàn. Bộ này chưa sell luôn nhưng mà sell về cái giá này cho mấy chị mua cho mau nè. Bộ này áo thun cổ tim vải đã đó. Áo thun cổ tim dưới 72 kg. Ha, à, đây. Đây nha mấy chị nha. Bộ này là bộ quần váy nè. Rồi bộ này còn một bộ dưới 70-72kg. Chị Nga Bon nè. Chị Nga Bon 130 ngàn. Rồi bộ này dưới 72kg. Chốt giùm em bộ quần váy caro. Bộ quần váy caro sale cho mấy chị còn 200. 240 sale 200. Còn mấy chị không mua em đem vô kia em cắt. Vậy thôi. Đơn giản. Bộ này 290 sale cho mấy chị một cái giá nhẹ 250 nè. Bộ này 290 sale cho mấy chị một cái giá nhẹ 250. 65 đến 80 kg. Bộ này, bộ đá, bộ đá xanh hàng Quảng Châu. Bộ quần váy của Bích Thủy Trần. Dạ ok, Bích Thủy Trần 200. 200 của Bích Thủy Trần cho anh xin địa chỉ số điện thoại Bích Thủy Trần ơi. Bộ đá này mấy chị 60 đến 80 kg. Bộ này 290 cho mấy chị 250. Nó là hàng cô tông 100% chè neo đá. Chè neo đá, bộ này em còn rất là nhiều nè. Nhắn tin cho cô Bích Thủy Trần này. Bích Thủy Trần để cho bé lùng nhắn tin rồi chị cho địa chỉ lên. Rồi chốt giùm em bộ đá. Bộ đá cô tông. Chốt giùm em bộ đá cô tông mấy chị ơi. Giấy tròn mời mai mua thiệt to cho khỏi cái gì bên kia. Bây giờ 0937 chứ phải là 0378 nữa nha bây giờ. 09 chứ phải 03 nữa bây giờ. Cô cho lộn á. Coi mai làm lộn á nha. Hôm mai làm lộn bill đó. Bây giờ em sẽ lên cái bộ mặc ở nhà cho mấy chị lần nữa ha. Rồi em sẽ lên mẫu khác. Rồi giờ nhà mẫu nhiều quá giờ em biết sao luôn mấy chị thiệt. Đồng Nai dạ ok chị. Ok chế. Hôm nay sale cho mấy chị một cái mã đầm tím đi. Hôm nay em sale cho mấy chị cái mã đầm tím 250 sale còn 130 ngàn. Cho nó hết hàng hết tháng còn nhiêu treo lên. Vậy đi. Nè mấy chị ơi mã đầm tím cho em nha. Thứ nhất là cột dây nè. Thứ hai là sau có lưng nhúng rất là xinh. Mã đầm tím này sale còn có 130. Mã này dài tới ống quyển. Mã này dài tới ống quyển nè mấy chị. Ở dưới nè có tùng mấy chị thấy không. Ở dưới nó có tùng nè.
Rồi mã đầm tím này em có nhiều size lắm. Chị nào chốt size lên đi, em chốt mã đầm tím sale 130.000 đó chị. Sale 130.000 mã đầm tím. Còn mấy cái bán hết nhiêu đây. Xong rồi còn nhiêu treo lên nữa, bữa nào sale xuống còn 190.000 bán. Nữ quyền áo nhúng 130. Áo nhúng 130 khách lấy rồi. Đặng Thu Hà em chốt hai cái áo khoác, nãy giờ Đặng Thu Hà chưa có bill, chưa có cái áo khoác nào luôn chị. Tím Thu Kiều 130.000 XL. XL của Thu Kiều 130.000. Thu Kiều 130.000, Thu Kiều cùng bill. Bất Thủy 130.000. Bất Thủy đúng không? Bất Thủy 130.000. Theo 130 chị ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay đi chị còn, chờ Kim Nguyên mua. Đầm tím hay của Quỳnh Quyên. Quỳnh Quyên, hình như là Quỳnh Quyên còn bill luôn. Rồi Hương Nguyễn quận nhất 130.000. Hương Nguyễn quận nhất còn bill luôn. Ờ không thấy gái ơi, nãy giờ không thấy luôn. Không thấy luôn Nguyễn Thu Hà ơi. Nguyễn Thu Hà một cái đen, một cái cam đất. Nguyễn Thu Hà hai cái nè. Nguyễn Thu Hà hai cái. Quỳnh Quyên đổi lại XL nè. Cái nào Hương Nguyễn nè. Đây. Quỳnh Quyên đâu rồi? Đây nữa là Quỳnh Quyên không? Quỳnh Quyên ơi. Đổi hả? Quỳnh Quyên review mới. Anh thay giùm em cái bút này nó đậm đậm hơn chút được không bảy? Gì bút này ghi không thấy đường luôn, giờ hàng hóa có lộn gì hoài bán gì đi ở đợ luôn á. Chứ không phải nói giỡn giỡn cái thành thiệt thiệt và thiệt thiệt thành giỡn giỡn đâu. Hàng không chốt chốt kiểu này hàng đi hàng về mất 70-80 ngàn một bill. Muốn nhắn gì nhắn trong inbox á. Gái à. Rồi Nguyễn Thu Hà cho em, Nguyễn Thu Hà ở đâu rồi con? Nguyễn Thu Hà cho em lên 3 số điện thoại đuôi nè. Hai cái của Nguyễn Thu Hà 170-140. Để đi em coi thử còn không nha Nhung. Chưa bán hàng cái nào giỡn giỡn nào thiệt thiệt cứ dày hoài cứ hai cái tên gần giống nhau lộn thì mình cũng nói đi. Một cái tên ở trên cầu, một cái tên ở dưới vực cũng lộn. Lộn kiểu này cái cục hàng ship đi ship về 70 ngàn ở nước riết đi đợi làm đỉ luôn á. Lúc đó làm đỉ không ai cản luôn á. Dạ đầm 236 của Nguyễn Thu Hà. Em còn bill cũ ở đó, không phải bill mới. Rồi chú kiếm bill cũ của Quỳnh Nguyên. Có bill cũ còn mà cứ 1-2 cái bill làm cho bill mới. Em tưởng là gửi đi rồi. Chứ không phải là không nhớ không có bill Quỳnh Nguyên chứ không có. Đầm này sao 100kg hết rồi chứ. Nhưng ơi đầm này chị Yên mặc xinh lắm. Thật sự luôn à. Tại do cái đầm này nó bị mắc cái sao chàng hạn. Hơi bị xinh nha mấy chị. Đầm này mấy chị mặc vô xinh lắm. Tại vì mặc vô cỡ này ở trên nó cũng ôm bờ ngực mấy chị đó. Ở dưới là phơm hơi xòe nè. Mà nó có cái tùng nữa nè mấy chị. Đầm Cúc Tiến còn không? Còn. Trân Hạnh nè. Trân Hạnh nè, Long An nè, mấy đầu. Rồi Trân Hạnh nè. Họ làm gì vậy? Làm gì đâu, em bóc cho khách. Em bóc cho bà nào? Bà. Nguyễn Hòa. Đầm Cúc Tiến sale chỉ còn 130.000 cái đầm này mấy chị nha. Mấy chị lưu ý giùm em chỉ còn 130.000 thôi. 130.000. 130.000. Còn size 90kg chị Cẩm Nhung. Hải nó trong giờ đấy chỉ 90 hả? 90kg của Cẩm Nhung nè. Cẩm Nhung hổm giờ nhận cái bill kia chưa Cẩm Nhung? Cẩm Nhung hổm giờ còn có nhận cái bill này bên chị Yên chưa? Có nhận hay chưa báo giùm lên nha. Đỗ Quỳnh Như một cái 130. Còn vài cái nữa chị ạ. Giờ đi cho lót về bị giống nhập chị ơi. Tôi tức mấy chị. Anh cho em cái đầm sọc trong góc cái xuống đi bạn. Đầm sọc 280.000. Nhận 2 view rồi. Cái đầm này ở sau lưng nó có đồ co giãn á chị Nhung. Chị Nhung lấy size 2X chắc con mặt cũng vừa chứ không đến nổi nè. Ok Nhung. Ủa chiều Nhung có view hả ta?
À, chiều có hai bộ gì đó không? Một bộ. Cái đầm này 280 nè. Đầm này 280 ngàn mấy chị. 280 ngàn đầm này. Rồi ôi đầm này mà mấy chị đi tiệc hay đi đâu, phơm sang lắm. Phơm rất là sang, dài qua gối nha. Đầm nhà em lúc nào cũng dài quá gối hết mấy chị. Em nói mấy chị ha, từ cái sọc nè, tới cái vải nè, tới cái mẫu cổ vét nè, đều sang hết. Rồi chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em ha. Chị nào chốt đầm sọc này chốt lên giùm em. Đầm sọc này em có 4 size mấy chị. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Hộp thư còn một bộ đồ Puma thức mai gửi nè hộp thư. Hộp thư có mua thêm thì báo nha. Đó, treo lên đi thằng, treo lên. Đây nè, bây giờ em lên thổ cẩm này lại lần nữa cho mấy chị nè. Thổ cẩm nha. Thổ đó, cẩm này lên lại đó. Lần nữa cho mấy chị. Ok, nhắn tin vô fanpage cho anh Phước đi. Rồi mấy chị ơi, bộ thổ cẩm này bây giờ size lớn em còn ít lắm. Em chỉ còn size 60 đến 82, 83kg thôi nha. Nhưng mà may đã trừ hao ra cho mấy chị rồi. Nói chung là bộ thổ cẩm nào cũng đẹp hết trơn mấy chị. Hai bộ 250 ngàn. Em nói với mấy chị rồi, bộ nào cũng dễ thương nha. Lưu ý giùm em, bộ nào cũng dễ thương. Có hai bộ là 250 ngàn hai bộ. Chị nào chốt hai bộ chốt lên giùm em. Chốt lên giùm em kèm chiều cao con nàng để em lấy bộ này cho mấy chị ha. Rồi. Cái gì vậy? Làm như 10 giờ mấy từ đây đi về nhà bị người ta hãm hiếp đi. Bà xách cái đó đi không vậy, đừng có lấy bịch đồ gì hết đó chị Hạnh. Ai biết gì đâu. Em làm gì đâu. Mua mừng mặt thôi mà. Bởi chị Hằng, Hạnh, chị Hằng kêu bả hậu đậu không đúng. Đi ra chút cũng bỏ quên cái điện thoại. Con thứ dính ngư rồi mày. Mấy hồi anh Khoa không chịu được bà thiệt á. Đó, ổng cười kìa thấy không. Ổng là không chịu được tầm gì nhớ. Ừ. Để thương mà biết bao giờ. Chị nói đồng chung kính ngộ kính nó nói nha kìa. Bộ thổ cẩm có ai mấy chị. Trời ơi, cái miếng gì tồi tệ gì vậy. Thôi lấy này đi về dục, đâu làm gì đâu, lấy chi phí mới. Lấy cái đó đi rồi, cái gì để tiền nó qua tính sau. Thổ cẩm hồng nè chị. Ngày mai về rinh nè mấy chị ơi. Quý nó cười xỉu xong ngủ luôn. Đừng có rủ đi ăn sinh nhật nữa nha. Đang sinh nhật tiếp nó tích xỉu quá thiệt. Thổ cẩm hồng nè mấy chị. Ngày mai cái nó sinh nhật nó kêu mình ở nhà nó kêu đừng đi đâu hết. Tú Quỳnh còn được mấy bộ size lớn nè. Còn mấy bộ thổ cẩm, còn mấy bộ size lớn nè Tú Quỳnh. À bộ thổ cẩm này nha. Tú Quỳnh lấy 3 bộ đi Tú Quỳnh ơi, còn đúng 3 bộ nè. Còn 3 bộ là Tú Quỳnh ơi. Đây, nè anh ơi chốt 3 bộ của Tú Quỳnh đi. 380. Nếu 380. 36 bộ. Hai bộ 250. Sao quậy dữ quậy vàng hả trời. Tự nhiên cái giờ hai bộ thổ cẩm màu tươi rồi, quy chi thi quản rồi. Rủ đi, rủ đi. Rủ đi. Thổ cẩm là size của chị Phi quản á. Bây giờ chỉ còn hai bộ beo này nè. Nè, với lại một bộ này thôi. Một bộ đây là màu gì đây? Giống như là màu bơ á, giống như là màu tím hoa cà, bộ này xinh nè. Đó chị Phi quản. Đây nè, size 85 90kg chỉ còn mấy bộ này thôi ha. Dạ chị nhiêu ký cho chị Tùng Thái, chị Tùng Thái Thanh Bình. Đó giờ chị lấy bộ nào lấy đâu? Song Anh. À Song Anh hồng với vàng ok chị. Đó còn đúng 3 bộ size lớn thôi. Bộ cẩm hồng hạnh dừa. Còn đúng 3 bộ size lớn thôi. Song Anh cầm thuộc cẩm hồng ngậm vàng hồng nè. Với lại bộ vàng nè. Hai bộ của Song Anh 250 nè. Vậy vậy. Mẹ em đi luôn mà. Anh có tin mà em quăng văng, em quăng vòng nè tre ra cái bay hai lỗ tai luôn không? Bớt giỡn đó nha. Đừng có giỡn với em nha. Cái màu môn môn đó nó có size nhỏ rồi nha. Màu beo cũng có size nhỏ nè. Ai à, em có cái màu thổ cẩm này nè chị. Đó còn 3 bộ size lớn thôi, còn nhiêu hết rồi. Còn size nhỏ nhỏ à. Lấy bộ beo cũng được không hạnh. Mai về quần rinh nha. Nè chị, cái này là thổ cẩm viền chốt giùm em thổ cẩm vân xanh. Thổ cẩm vân xanh cũng xinh mấy chị. Hai bộ 250 ngàn.
Cổ cẩm vân xanh. Bảy có cái kiểu nào mà ngầu chùm bớt, ngầu cái kiểu chùm hổ mà móc cái mũi giùm cái đi. Nó mất nốt mà nó xấu tàn canh giá lạnh luôn. Mà chịu không? Chốt giùm em. Cổ cẩm xanh dây đầu giờ hết chịu rồi nha, qua cái tàu chịu rồi. Thôi chị em thích cổ cẩm, dạ ok chị. Ok chị. Đâu? Của chị ấy không? Nè bộ beo nè. Beo, beo xanh, beo vàng và beo đậm. Đây. Và màu đây là màu môn. Về rồi bà nội. Bà qua đây bà bắt đền tôi. Bà bắt tôi phải đi kiếm một cái bộ bi cho bà đó. Bà bắt tôi phải đi kiếm cái bộ đồ giống như vậy, giống như chị Phương Trần hút cái bộ đồ của bà. Bà bắt tôi phải đi kiếm, giờ biết đâu kiếm ra. Trời đất quỷ thần ơi. Bà kêu bà thích cái bộ đó, bà bắt tôi đi kiếm, giờ tôi biết kiếm ở đâu tôi cũng không biết nữa. Bà kêu may lại thì giờ vải đâu may. Bộ hoa cúc của bà đó. Ok Kim Loan. Bộ này là hoa văn xanh da trời mấy chị. Bộ này cũng đẹp nè chị Song Anh. Không mấy bộ này tám mấy ký cũng vừa nha. Tú Trang Lý. Bộ môn của Tú Trang Lý. Còn bêu. Đây là lấy xe nhỏ của chị Tú Trang Lý. Nè 130 ngàn của Tú Trang Lý. Ai làm gì em cũng biết nữa Ngọc ơi. Anh đọc dùm Bill Trương Ngọc. Trương Ngọc lấy thêm bộ gì chưa, hồi trưa giờ quên lẫn luôn á. Ủa lấy gì ta? Ai mới xả cái Bill của Phi Quang đưa đây coi. Đưa đây, em đổi một bộ cho chị Tú Quỳnh nè. Đưa cái Bill Tú Quỳnh với lại Phi Quang đây. Phi Quang nãy có chốt gì đâu mà xả. Cái gì mới đây nè, của chị gì nè? Tú Quỳnh. Phi Quảng á. Hai bộ. Phi Quảng nãy không chốt không? À Phi Quảng chưa chốt hả? Ừ. Đưa Bill của chị Tú Quỳnh này đây. Chốt gì đâu. Ờ thôi. Đây đâu còn gì để đổi đâu. Nè chị Trương Ngọc có chốt gì đâu. Ủa Trương Ngọc nó chốt thêm bộ gì là Trương Ngọc chốt thêm bộ gì chị? Trương Ngọc kêu chốt thêm bộ gì là chốt thêm bộ gì chị? Bộ ra thổ cẩm uổng quá. Để em coi thử có thử hồi trưa này có khách nào size lớn lớn. Chốt hàng size lớn em đổi với chị. À trưa này tự chốt không á chị ạ? Hết size lớn rồi, coi thử con cục nào size lớn không con. Đây này cũng size số 1. Hết trơn hết trời mấy chị. Bộ màu đen ống mát rồi, trời ơi, nhắn tin cái hình qua cái đi bà nội. Nhắn tin cái hình qua cái Trương Ngọc ơi. Ok em, ngực vi vu. Thấy không ạ? Đây là bộ beo nè. Cái bộ này nè em mặc cho chị Phi Quảng coi nha. Quỳnh Quyên nghe chốt nãy giờ bộ môn lớn không thấy hả? Này không thấy. 130 ngàn của Quỳnh Quyên. Đây là bộ beo bây giờ chỉ còn beo đậm với beo nhạt thôi. Đây nè mấy chị. Em nói mấy chị là xinh lắm. Xinh cực kỳ luôn mấy chị. Thêm bộ thun lạnh quần dài. XX Đào Nguyễn Minh Tâm có bộ thun lạnh. Bộ thun lạnh quần dài em còn cỡ 2-3 bữa nữa có mấy chị. Trăm ba. Bộ beo đậm. Bộ beo này size của Trần Hạnh nè. Bộ beo đậm này Trần Hạnh Bình Định 130 nè. Bộ beo đậm nè mấy chị. Nhưng mà em 88kg em mặc size L được nha mấy chị. Em mặc size số 1 được ha. Tại vì bộ này không có giãn cho nên may rất là thoải mái. Bộ môn với bộ beo 75kg của Bích Thị Trần. Dạ ok chị. Bộ môn nè. Bộ beo kiếm coi thử còn bộ môn không con. Bộ môn là cái bộ một màu á. Em kiếm bộ môn. Chế ơi hết bộ môn chế lấy thổ cẩm được không? Kiếm bộ môn hay con. Kiếm bộ môn cho chị Bích Thị Trần. Bộ beo của Ngọc Nguyên nhiêu ký báo giùm em nha. Ngọc Trương Ngọc gửi. Em 88kg mà mặc size số 1 vẫn vừa nè mấy chị. Ha. Ôi cái bộ này xinh lắm mấy chị. Mấy cái mặt mấy cái bộ này xinh cực kỳ luôn. Rất là xinh nha mấy chị nha. Chế ơi, chế lấy giùm em một bộ này với một bộ thổ cẩm này được không chị? Chế ơi, bộ thổ cẩm này vải đẹp quá trời nè chế. Chốt giùm em được không chị? Nè, rồi thôi bỏ bộ beo trước đi. Của ai vậy? Của bộ beo ai mới chốt vậy? Có chốt rồi chế rồi. Bích Thủy Trần nãy có bill chốt bộ này 130 trước đây. Bích Thủy Trần 130 trước đây. Bộ Học Nguyên Phú Yên hả? 130 trước đây. Em bộ beo
Không phải Ngọc Nguyên, Bích Thủy Trần. Ý anh nói Ngọc Nguyên này, Ngọc Nguyên Phú Yên chứ anh đâu có nói cái gì chốt gì đâu. Ngọc Nguyên 67kg lấy bộ gì vậy? Lấy bộ beo của Ngọc Nguyên Phú Yên nè. Rồi ghi beo mới của Ngọc Nguyên Phú Yên. Nhưng bộ này mấy chị sẽ bị, tùy bộ nó sẽ bị kích cái tay á ha. Rồi 130.000 của Ngọc Nguyên Phú Yên. Lấy thêm bộ thổ cẩm thôi Ngọc Nguyên. Đó. Ôi dạ, lấy một bộ beo cho chị rồi nha. Còn đúng một bộ beo size lớn thôi. Còn đúng một bộ beo vàng size lớn. Chị nào chốt beo vàng size lớn thì chốt giùm cho em. Trời ơi, mấy bộ này mấy chị mặc 300kg mặc sướng luôn. Thật sự luôn nè. Thấy chưa, thấy nó rộng đã chưa. Mà mấy chị ơi, nó bằng lụa mềm. Cái lụa này mấy chị cầm vô tay là con em nó thiệt đó. Đã. Rồi size L. Cái bao đen. Cái bao đen không có ghi gì á. Bộ đen size L. Trương Ngọc. Rồi ghi 250 cho Trương Ngọc. Cái bao nằm dưới đất á, bao đen. Ờ, anh Tư coi xuống khuyên làm đó anh Tư. Ông nói khuyên nó lớn không nổi, nó mặc áo dài luôn á. Mà em nói mấy chị nè, hoa văn đẹp lắm. Đây là chị Bích Thủy Trần, em cho chị coi cái bộ này nè. Hoa văn đẹp mê luôn. Hoa văn mấy bộ này đều đẹp hết. Nhưng mà bây giờ chỉ còn size nhỏ thôi, hết size lớn rồi. Hết size. Đúng rồi, bộ đó rồi đó. Thôi đưa gì coi vậy. Cấp tư ông đứng ông che hết rồi. Rồi đúng rồi đó. Đây nè. Thổ cẩm này em nói mấy chị mặc vô bao xinh, bao trắng, bao đẹp luôn, bao dễ thương luôn. Ha. À. Ngày mai nếu đẹp trời lại buổi sáng nha. Rồi hết sạch hết sẻ nha mấy chị. Trời ơi, tức có còn bộ số 2 mà tức ghê, tức dễ sợ thiệt chứ. Mở trong này chắc bị lộn quá. Rồi của Trương Ngọc 250 nè thằng. Rồi. Dọn hàng nghỉ sớm nha mấy chị nha. Chị nào khách cũ mà bill ít ít á thì nhắn tin nha. Hồng Hạnh lấy bộ ơi vậy đi quỷ à. Hồng Hạnh 5 ngón tay, mai gửi hàng cho Hồng Hạnh 5 ngón tay luôn ha. Thành mấy cái này nè Thành à. Ơi coi lộn nha, lộn rồi. Hai bao khác nhau nha Thành. Chứ không biết bán luôn. Ôi chị Yên Ruby, quên lộn, nãy giờ quên kêu chị Yên Ruby chứ. Có một cái khóc xanh đen nè. Có khóc xanh đen size lớn nè chị Yên Ruby. Ở sau này nó làm cái bảng đẹp không? Nó làm cái bảng sọc qua rất là đẹp. Còn cái này nè. Đó. Rồi bộ beo lớn khách lấy rồi mà mấy chị ơi. Nằm nè, ghi nha. Kéo qua ghi chị Yên đọc cho. À, Ngọc Nguyên nhắn vô trong tin nhắn cho chị Yên nói anh Bảy ơi để beo lại. Để mai lựa thêm hãy gửi nha. Mai lựa thêm hãy gửi, tại đồ trong kia quá trời nhiều. Chưa lên đầm được cho mấy chị luôn á. Hoàn toàn chưa lên đầm luôn. Nam Phương nào, đây Nam Phương cho địa chỉ số điện thoại. Kiến Tường. 17 phải không vậy anh? Kiến Tường mới đổi hình nền, nhớ rồi, bữa mới đổi đây. Nam Phương còn bill luôn. 170.000. Rồi bữa giờ trừ bill tiền Nam Phương rồi ra chưa? Ủa trừ lâu rồi của Nam Phương rồi đúng không? Em ghi là áo khoác, ghi bỏ hay hết chưa? Ghi áo khoác lên giờ. Để em coi thử cái size nào lớn nè. Em coi cái size nào lớn. Chị ơi, Thu Hà sao nãy giờ Thu Hà không lấy cái để không? Cái này không phải size lớn. Cái này mới size lớn nè Thu Hà ơi. Cái màu xanh ngọc này size lớn đã lắm mấy chị. Này nè Thu Hà. Cái xanh ngọc này size lớn mặc rất là thích. Đây là Nguyễn Thu Hà ơi. Nè chị thấy cái con này mặc xinh không? Con này rất là xinh. Con này mấy chị đi nắng đi gió cỡ nào vải nó cũng đã. Chốt giùm em con xanh ngọc nha. Chốt giùm em con xanh ngọc này 170. Trời ơi cái khóc này mấy bữa em lấy hàng Quảng Châu cao tiền lắm mấy chị. Rất là cao luôn. Ai còn một con cam đất cao tiền cực kỳ. Chốt giùm em xanh ngọc đi mấy chị. Xanh ngọc giùm em ha. Đây nè. Thấy không? Đây đúng không? Ừ. Thì nhớ nói là nhớ nhờ mày thấy không? Thấy là nhớ như nên nóng nhột vậy á. Không có nên sai lớn. Ở đây trên đi. À chị Thu Hà thích có phúc à. Cái này không có phúc. Cái màu xanh ngọc em mới. Khó xanh ngọc của chị Bin Bin. Cái mà chị mới thử á. Đây nè, lòi nè. Đây à. Ừ, xuống đây. Cái này không có cúc nhưng mà cái này form rộng ok chị. Rồi chốt cho Bin Bin Nguyễn Thương nè.
có tay nè, cái này cũng của Tú Quỳnh cũng vừa nè, nhưng mà khách lấy rồi, khách lấy rồi. Hồi hôm qua Tú Quỳnh là để nói cho nghe nè, Tú Quỳnh là để mai mốt chị tặng cho Thiển nụ hôn nồng cháy. Cái đó của ai à? À lộn, lấy cái hộp kia ra, lộn người, tự nhiên liệu quỷ bích thủy nói liệu cái bỏ vô. Ờ, không phải cái đó, phải Tú Quỳnh. Bin Nguyễn Thương. Đang kêu Tú Quỳnh à, nghe rõ ràng luôn. Bin Nguyễn Thương. Đây ghi ai? Rồi cái này ghi em chị là bộ ở nhà, bộ đồ nhà. 130.000 bộ đồ nhà, 130. Rồi chào mấy chị nha, ngày mai gặp lại nha mấy chị nha.